Chương 21 21 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lục Minh Viễn tiếp nhận rồi Tô Kiều hảo ý, hắn ăn hai khối bạc hà đường, đem trang đường hồng trả lại cho Tô Kiều, Tô Kiều lại hỏi một câu. Loại này đường ngọt không ngọt. Thuyền gỗ tùy tùng sóng nước, ở loan nói chung du lịch. Đêm đến nùng khi, sương trắng theo trên mặt nước dâng lên, tầm nhìn tùy theo mơ hồ, giống như đặt mình trong cho ảo cảnh, Lục Minh Viễn chăm chú nhìn Tô Kiều. Sương mù liền tràn ngập ở trong đôi mắt nàng. Tiếng gió rót vào, nàng hơi hơi cúi đầu, không yên lòng nói. Nghe nói ngươi say tàu, ta cố ý mua đường. Lục Minh Viễn đáp lại nói. Rất ngọt. Có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn vậy mà không say tàu. Đám sương chưa tiêu tán, bọn họ thông thả cập bờ. Thủy quan ở mông lung đăng sắc giữa dòng thẳng, vị kia chống thuyền nhân giữ chặt một tòa cọc gỗ, bỗng nhiên mở miệng tự giới thiệu nói. Ta gọi viên đằng, theo lục lão bản đã nhiều năm. Viên đằng dẫn đầu lên bờ, đối mặt lục minh viễn, suy suy bật cười. Ta tay trái có cái hình xăm. Năm đó theo lục lão bản A, trong lòng nhi cao hứng, này không, phải đi làm cái hình xăm. Văn cái gì? Tô Kiều đầy hứng thú nói, lục lão bản công tác phụ trách, thể tuất cấp dưới nếu ta là của hắn viên công, ta khẳng định sẽ cảm thấy, hắn là tốt lão bản. Viên đằng nhấc lên ống tay áo, bản rất cao. Lại nhảy, xem tốt lắm, ta văn một hàng kinh Phật. Lời còn chưa dứt, lục minh viễn đi lên bậc thang. Hắn ngồi sổng cọc gỗ một bên, muốn kéo tô kiều một phen, nhưng sắc mặt nàng chợt biến, nói một câu. Cẩn thận. Lạnh lẽo họng súng để ở lục minh viễn sau gáy tô kiều hô hấp đột nhiên ngừng nàng vẫn như cũ đứng ở thuyền nội cùng lục minh viễn cận có một thước chi cách lại trút khởi một đạo sinh tử giới hạn viên đằng cười nói vì sao muốn văn kinh phật bởi vì nha dùng này con thủ giết người xem như siêu độ đi quan có đầu nợ có chủ hắn nhéo lục minh viễn vạt áo lạc nhanh của hắn cổ trong mắt phát ra tàn nhẫn thần sắc làm quỷ tốt hơn lộ làm quỷ, tốt hơn lộ. Hàng ý thấu xương, lưng sinh mát, Tô Kiều lựa chọn nhảy thuyền. Bọc nước một lát vẫy ra, viên đằng sửng sốt một chút thần, lục minh viễn liền theo trong tay hắn đào thoát. Bọn họ ở một khối tường đá bắt sườn, phụ cận ngay cả nhất đổ không có cửa đâu, lục minh viễn túng viên đằng ngay cả mạo sam, đem của hắn đầu hướng trên tường chàng. Hắn đạp lên viên đằng tất qua, nhưng không có xoay chiến cuộc. Viên đằng ngay tại chỗ đánh cái cút, dắt lục minh viễn cánh tay, ý đồ đưa hắn giam cầm trên mặt đất. Nhưng là lục minh viễn không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao, sắc bén vết đao nhắm ngay viên đằng gáy động mạch, không hề chần chờ cắt đi xuống. Viên đằng vội vàng kinh hô. Thiếu gia, ngươi chờ một chút. Súng lục rơi xuống ở một bên, hắn dùng cuộc đời này nhanh nhất tốc độ nói nói. Khi khẩu súng là giả, lão bản làm cho ta thử xem ngươi a. À. Lục Minh Viễn buông tay ấm áp máu tươi nhiễm hồng ngón tay, lục minh viễn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, xác định miệng vết thương rất cạn, viên đằng tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là cái này cũng chưa tính hoàng, lục minh viễn dùng chui đao khơi màu viên đằng cầm, thái độ lạnh lùng, chất vấn nói. Ngươi lão bản ở nơi nào? Hắn không có hỏi ba ta ở đâu, trực tiếp dùng ngươi lão bản loại này xưng hô, chỉ đại phụ thân của tự mình. Viên đằng nuốt một chút nước miếng, cười ha hả nói ngài trước đợi chút lục minh viễn đem viên đằng phản chụp trên mặt đất xả quá một cái thuyên thuyền dây thừng đem viên đằng hai tay buộc nhanh sau đó hắn không lưng nhặt lên kia khẩu súng phản thủ vừa chuyển nhắm ngay bầu trời chụp hạ cò súng cái gì cũng chưa phát sinh viên đằng lời nói phi hư đúng vào lúc này tiếng nước lại vang lên tô kiều đi lên bờ quần áo của nàng ướt đẫm chắc gao bao lấy thân thể tại đây ám trầm khôn cùng trong bóng đêm như là một cái chui đầu vô lưới mỹ nhân ngư mỹ nhân ngư cả người rét run nàng hướng lục minh viễn này bức tường có vấn đề tô kiều ám chỉ nói tứ phía đều là tường không có môn lục minh viễn tầm mắt dừng lại ở trên mặt của nàng rồi sau đó hạ di rơi xuống của nàng trước ngực dính ẩm cổ áo ngăn không được xuân sắc nàng ở của hắn trước mặt lại không hề che giấu lục minh viễn nhớ tới một cái từ ba đào mãnh liệt Tô Kiều Ý hội, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói. Lục tiên sinh, ngươi nếu tưởng sờ, hoặc là nhu một chút, ta không sẽ cự tuyệt. Lục Minh Viễn nói. Đều là mở, có cái gì hảo sờ? Tô Kiều cười nói. Ngươi cùng phổ thông nam nhân hoàn toàn bất đồng. Lục Minh Viễn cởi áo khoác, gắn vào trên người nàng. Giờ phút này, ngươi còn có tâm tình đùa. Tô Kiều Long nhanh quần áo, bộc trực nói bởi vì ta biết viên đằng đang diễn trò a à, súng của hắn là giả các ngươi chiến đấu thời điểm hắn bỗng nhiên thất thủ ấn quá một lần cò súng một điểm thanh âm đều không có lời này vừa nói ra bên cạnh tường đá mở một cửa phía sau cửa treo nhất ngọn đèn ánh đèn bổ ra sương sắt chiếu sáng âm chắc hoàn cảnh nằm trên mặt đất viên đằng như lấy được đại xá vội vàng vặn vẹo thân hình khóc tan nói lão bản tiếp thiếu gia trở về là cái khổ sai sự a à. minh ám đang vào quan ảnh trung lục trầm mặc một thân đồ mặc nhà mặt mày anh tuấn vóc người thẳng tắp màu sắc cực kỳ thâm thúy cùng tô kiều trong trí nhớ giống nhau như đúc phía sau hắn theo hai người kia hai người thể trạng khôi ngô bên hông quải thương hai tay phụ cho sau lưng hiển nhiên không phải là đùa giỡn minh viễn lục trầm gõ lên tường đá ôm hòa nói cùng ba ba vào nhà đi bên ngoài mát lục trầm này gian phòng ở, thiết kế thập phần xảo diệu. Khe cửa hình dạng bất quy tắc, hoàng mỹ dung nhập mặt tường, nếu không cẩn thận nghiên cứu, căn bản tìm không thấy cửa chính. Lại nhìn của hắn bên trong, treo đầy các loại họa làm. Nghe nói Italy bởi vì cam đoan tranh sơn dầu không phai màu, hội lợi dụng nhỏ vụn, ngũ thải ban lan tinh thạch, bao trùm ở những kia truyền lại đời sau danh họa thượng, loại này tảng đá, bị gọi gạch men. Phạm Đế Cương Thánh Bỉ Đại Giáo Đường bên trong, không hề thiếu mọi việc như thế tác phẩm nghệ thuật. Dùng tinh thạch tu bổ một bức họa, khả năng phải muốn phí vài thập niên, hao hết công tượng nhẫn nại. Mà lục trầm cất chứa phẩm trung, cũng có không ít gạch men trân phẩm. Trừ này bên ngoài, trên giá sách còn đoan để đồ sứ, đồ cổ, tây dương ngân cụ, tô kiều rốt cục minh bạch, lục trầm sinh ý đề cập trong ngoài nước đầu cơ trục lợi. Lục trầm nhìn thấy tô kiều hắn bình tĩnh chào hỏi. Tô Kiều tiểu thư. Hắn không có một tia kinh ngạc, Tô Kiều cũng tự nhiên mà vậy nói. Chúng ta lần trước gặp mặt, vẫn là ở năm trước công ty học hàng năm thượng. Ân, đối. Đảo mắt liền đến năm nay tháng 6, thời gian không buông tha nhân, người nói đúng không là. Lục trầm đánh cái vang chỉ, phía sau hắn tên kia tráng hán, lập tức đi trước viên đằng chỗ, lấy ra một phen mã tấu, cắt đứt trói chặt viên đằng dây thừng viên đằng té chỉ vào bản thân cổ thao đều đổ máu lục minh viễn liếc nhìn hắn một cái chế ngạo nói ngươi trên cánh tay kinh phật không có phù hộ ngươi sao hắn đi theo lục trầm vào cửa tay trái dắt tô kiều đầu ngón tay chụp ở của nàng trên cổ tay của nàng mạch đập nhảy đến có chút mau hắn sinh ra an ủi của nàng ý niệm đáng tiếc không mở miệng được hắn không biết muốn nói gì ngay cả chính hắn đều không tin nhậm phụ thân. Phụ thân sử cái ánh mắt, hai vị tráng hán hướng hắn cuối người, quan trọng cửa đá. Bên trong sạch sẽ sạch sẽ, phá lệ ấm áp. Chính sảnh xếp đặt một trương sofa, này ngồi một nam một nữ. Nam tử cùng lục trầm tuổi sấp xỉ, nữ hài tử ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, sở sở động lòng người, nàng vừa thấy lục minh viễn, liền ra tiếng hướng hắn vấn an. Minh ca, nhị hảo a ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tô Kiều theo lục minh viễn trong ánh mắt đoán ra, hắn đã không nhớ rõ. Rất kỳ quái, nàng không hiểu có chút vui mừng. Lục trầm cười đến từ ái. Hắn lập tức hướng sofa, giới thiệu nói. Đây là ngươi chu dương thúc thúc, ngươi lúc nhỏ, hắn còn ôm quá ngươi. Ngươi chu dương thúc thúc nữ nhi chu thiến bình, năm nay 21 tuổi, ở Italy đến trường. Nàng giống như ngươi, đọc nghệ thuật lục trầm ở đối đãi hộ khách hoặc là hợp tác đồng bọn khi luôn là bao hàm nhẫn nại tô kiều lập tức đoán được chu dương hoặc là là một vị đại hộ khách hoặc là là cực kỳ thân cận hợp tác đồng bọn lục trầm bình lui của hắn bảo tiêu tự mình cầm lấy một lọ sâm pan không lưng ở tủ kính nội tìm kiếm ly thủy tinh cấp cho đang ngồi nhân chuẩn bị đồ uống của hắn loại này hành động hòa diệu dương cung bạc kiếm khí thế giống ở thúc đẩy một hồi ấm áp gia đình tụ hội cho đến khi Tô Kiều đi đi qua hỗ trợ. Nàng mặc lục minh viễn áo khoác, đối Tô Kiều mà nói, cái này áo khoác quá lớn, vạt áo che đến của nàng đùi, cổ áo đem nàng ô kín, làm cho nàng thoạt nhìn có chút không cân đối. Lục trầm mới đầu nâng lên tiếng nói, giống như thân thiết nói. Đi trên lầu nghỉ ngơi đi, ngươi là Tô Cảnh Sơn cháu gái, không ai hội bạc đãi ngươi. Sau đó, hắn lại thấp giọng nói. Ngươi nhảy thuyền ở phía trước. Lục Minh Viễn cùng viên đằng chiến đấu ở phía sau. Con ta ở trong lòng ngươi địa vị, cũng không phải đặc biệt cao đi. Các ngươi ở La Mã ngày đó, hắn nhưng là liều mạng địa bảo hộ ngươi. Lục Trầm nâng chén, quơ quơ rượu, nói. Ta làm sao có thể có ngu như vậy con trai? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 22 22 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tủ quầy cửa sổ kính phản quang chiếu ra lục minh viễn bóng dáng. Hắn đứng ở Tô Kiều cùng lục trầm phía sau. Thì ra là thế, Tô Kiều nghĩ rằng. Nàng hận nhất nhân châm ngòi ly dáng, ăn miếng trả miếng nói. Ngươi có một hảo nhi tử, hắn trực giác sâu sắc, tài hoa hơn người, còn đã cứu ta một mạng. Ta vừa rồi nếu không nhảy thuyền, hắn kia có cơ hội hoàn thủ ta cùng lục minh viễn không giống với, ta không học quá cách đấu, chỉ biết tha của hắn chân sau. Giảng đến nơi đây, Tô Kiều bỗng nhiên một chút, ngay sau đó hỏi. Lục lão bản, ngươi có biết la mã nhà trọ phát sinh chuyện, trả lại giải rất kỹ càng, có phải là dôn nói cho của ngươi? Nàng nở nụ cười, tràn ngập khen tặng nói. Ngài không hổ là ông nội của ta tối coi trọng viên công. Lục trầm tự châm một chén rượu, phản phất Tô Kiều trưởng bối, khí định thần nhàn nói. Ngươi A, à, nhanh mồm nhanh miệng, từ nhỏ cứ như vậy. Hắn khép lại gỗ hồ đào tủ quầy, cầm lấy một phen ngân chế cái cặp, theo thùng sắc lý lấy ra khối băng, bỏ vào đựng xâm ban chén rượu trung. Thủy tí bắn tung tóe xuất ra vài giọt, bị hắn dùng thăng tay lau đi, hắn cười nói. Ngươi đường ca tô triển, sao ngươi nội liễm hơn? Tô Kiều từ nhỏ đến lớn, thường xuyên bị lấy đến cùng tô triển tương đối, nàng đã thành thói quen nàng sửa sang lại một chút tóc, xoay người, mặt hướng tới lục minh viễn, tiếp tục nói chuyện với lục trầm. Tô triển so với ta nội liễm, cũng so với ta tâm ngoan thủ lạc. Lục trầm kế tiếp trả lời, ra ngoài tô kiều ngoài dự đoán. Ta nghe nói A triển tân thay đổi một cái lái xe, phải không? Đột nhiên trong lúc đó, đùng một tiếng là khối băng hoạt nhập ly thủy tinh vang nhỏ. Tô Kiều dở khóc dở cười. Lục lão bản, ngài làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng đang ở Italy, cũng không buông tha quốc nội tin tức. Nàng đỡ mép bàn, trong lời nói có chuyện nói. Lái xe người một nhà bị ta an bày đến Thượng Hải. Bọn họ giúp ta gánh vác phiêu lưu, ta liền sẽ giúp bọn họ tìm hảo đường lui. Lục trầm nhún vai, cười trừ. Nếu ngươi gia gia còn sống, hắn sẽ không tán thành của ngươi việc thiện. Tô Kiều bình tĩnh nói đúng vậy đáng tiếc hắn qua đời của nàng lời nói không hề mạo phạm chỉ là ở trần thuật nhất cộc sự thật lục trầm trong lòng lại đâm một căn thứ hắn nhất thời nghẹn lời bất quá uống một chút rượu lại thoải mái nở nụ cười lục minh viễn bên cạnh nghe bọn hắn đối thoại kỳ thực có chút nghe không hiểu nhưng hắn mặc dù nghe không hiểu cũng sẽ không thể chủ động hỏi hắn theo tùy thân hành lý trung lục ra một cái khăn lông ở Tô Kiều cùng Lục Trầm song song trầm mặt khi, Lục Minh Viễn đem khăn lông đưa cho Tô Kiều. Tô Kiều làm hắn phụ thân mặt, hướng hắn tố khổ nói. Ta hơi lạnh. Lục Minh Viễn nói. Quần áo của ngươi ẩm, còn chưa có đổi. Tô Kiều nói. Đúng rồi, ta nghĩ mượn một cái phòng. Lục Minh Viễn nhìn về phía phụ thân của hắn. Phụ thân bưng sâm pan, tự châm tự trước, thỏa hiệp thông thường hô trên lầu có một gian khách phòng là cho ngươi chuẩn bị minh viễn đem nơi này làm nhà mình đêm nay ngươi ngủ nơi đó đi hắn không đề tô kiều phòng ở nơi nào bởi vì căn cứ hắn thu được tuyến báo tô kiều đã sớm cùng con của hắn ở cùng một chỗ hắn hối hận không báo cho quá nhi tử nhất định phải phòng bị họ tô nhân hiện nay hối hận cũng không kịp tô kiều đi theo lục minh viễn lên lầu đi ngang qua phòng khách thời điểm vị kia tên là chu thiến bình trẻ tuổi nữ hài tử hô minh ca ngươi không dưới đến cùng chúng ta tán gẫu một lát thiên sao trời nam biển bắc nhiều thú vị a à. nàng thân thể tiền khuynh hướng hắn vẫy tay lục minh viễn mang theo rương hành lý chú ý tới phụ thân ánh mắt hắn cho rằng phòng khách không khí quỷ dị toại hồi đáp ngươi hướng bên cạnh xem cha ta còn tại hắn hội cùng các ngươi tán gẫu mặt đất bày ra một khối ba tư thảm, này thượng trải rộng thủ công theo, triển lãm điệu thấp xa hoa. Chu Thiến Bình bỗng nhiên đứng lên, giày cao gót đạp chỗ ở thảm, giống như hành tẩu ở đám mây. Minh ca, ta hồi nhỏ, ngươi còn mang ta cưỡi qua ngựa, Chu Thiến Bình cười nói, hôm nay cái gặp mặt, chúng ta đều mới lạ. Nàng ngẩng đầu lên, tầm mắt băng khoăn một phen, dừng hình ảnh ở tô kiều trên người. Trên lầu hữu hảo mấy gian phòng ngủ đâu, ta cho các ngươi dẫn đường, được không được. Tô Kiều hồi quỷ một cái khiêu khích ánh mắt. Chu Thiến Bình tuổi trẻ khí thịnh, không biết Tô Kiều chi tiết. Phụ thân kéo của nàng tay áo, nàng không quản, vung mà thoát, lập tức hướng thang lầu. Lầu ba tiền sảnh chỗ, hai cái thiên sứ pho tượng đỡ một tòa đại hình tranh sơn dầu, tiền phương bãi đá thượng đứng nhất trảng đồng thau đăng giá, đêm dài từ từ, kim màu đỏ ánh nến sắp nhiên tẩn. Chu Thiến Bình giới thiệu nói này tấm họa tên là già la hôn lễ đương nhiên nó là cái đồ dõm nàng nói thẳng ra ta là tác giả háo khi một tháng tô kiều không nói một lời thầm nghĩ lục trầm sinh ý liên khổng lồ không thôi làm ngoại cảnh buôn lậu cũng làm đồ dõm đầu cơ trục lợi chẳng sợ người mua trong lòng biết là giả bọn họ cũng thích này giả đến rất thật danh họa lục minh viễn không phải là đủ tiêu chuẩn đồng hành hắn không có dừng bước lại, thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, hắn đẩy ra phòng ngủ cửa phòng. Là này gian sao? Môn còn mở ra. Tô Kiều đến đây hưng trí, chế nhạo nói. Ngươi đêm nay hảo sốt ruột a. À. Lục Minh Viễn không có nghe biết của nàng ngôn ngoại chi ý, hắn vén lên tay áo, thấp giọng cùng nàng nói. Ta thủ dính huyết, dính thôi tức, tưởng tẩy điệu. Tô Kiều cúi mâu, nhìn thấy hắn tay phải cổ tay thượng đội cái kia từng bị hắn nhận định gây lý gây khí dây xích tay trái tim nàng một cái chớp mắt mềm hóa mềm ra cứng rắn không đứng dậy nàng phá lệ mềm nhẹ nói tốt ngươi đi rửa tay đi Thang lầu cửa vào chỗ chu thiến bình nghe không rõ bọn họ tiếng nói chuyện nàng chỉ nghe đến tô kiều câu nói kia ngươi đêm nay hảo sốt ruột a à, sau đó liền nhìn đến lục minh viễn vọt vào phòng ngủ một bộ khẩn cấp bộ dáng tô kiều ở cửa cười khẽ quay đầu nhìn phía Chu Thiến Bình. Của các ngươi bữa sáng thời gian là mấy điểm? Ta thông thường không ăn bữa sáng, khởi không đến. Phi, phóng đảng, không biết xấu hổ. Chu Thiến Bình thầm mắng một câu. Nàng đọa một chút chân, khí đến mặt đỏ, quay đầu đi đi xuống thang lầu. Cho đến khi của nàng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, tô kiều mới khép lại cửa phòng. Nhưng nàng không vào phòng, nàng đứng ở thang đu tay viện một bên nghe lén dưới lầu nói chuyện. Chu Thiến Bình tìm được phụ thân của tự mình. Nàng cất cao tiếng nói, căm giận bất bình oán giận. "Ba, nàng không phải là lục thúc thúc bên kia nhân, cũng không biết chúng ta, các ngươi liền cho nàng đi vào, có phải hay không có nguy hiểm a?" À? Lục Trầm Trấn An, vậy mà vào lúc này vang lên. Tô Kiều thậm chí cảm thấy Lục Trầm là cố ý giảng cấp bản thân nghe. "Ai nói nàng không phải chúng ta bên này nhân?" không có nàng gia gia sinh ý làm không thành chu thiến bình hỏi lại nàng gia gia là tô cảnh sơn sao lục trầm chưa trả lời chu thiến bình lại hỏi nàng là tô kiều vẫn là diệp xu tô cảnh sơn có hai cái cháu gái ta một cái đều chưa thấy qua chưa thấy qua liền tính lục trầm bỗng nhiên cười nói các nàng cũng đều không hiểu nghệ thuật cùng ngươi không có tiếng nói chung trên lầu tô kiều cũng cười suy đoán ra Chu Thiến Bình cùng nàng phụ thân thân phận. Nàng tha cái loan, xem lần lầu ba hoàn cảnh, cuối cùng đi trở về phòng ngủ, quan thượng cửa gỗ, bao hàm tâm cơ khóa trái. Lục Minh Viễn mới từ toilet xuất ra. Hắn ngồi ở trước bàn, mở ra máy tính sách tay, tìm tòi một bức họa làm tên, tuy rằng bức thiết muốn cùng phụ thân nói chuyện, ngại cho Chu Dương cùng Chu Thiến Bình ở đây, Lục Minh Viễn không nói gì. Tô Kiều cùng hắn ý tưởng nhất trí nàng cởi của hắn áo khoác kiểm tra hoàn phòng tắm cấu tạo tắt đi đèn điện lấy nước sôi phiệt ở hắt đến đưa tay không thấy năm ngón tay trong phòng tắm rửa làm như vậy làm cho nàng cũng có cảm giác an toàn báo ứng tới không hề dự triệu lầu ba sở hữu phòng nhất quán thuộc loại khách quý chuyên dụng mỗi ngày đều có nữ phó quét dọn phòng tắm gạch thạch bị sát bóng lưỡng nhất là gương phía trước không có làm can ẩm chia lìa bề ngoài cực kỳ bóng loáng nếu Tô Kiều bật đèn, nàng nhất định có thể thấy. Khả nàng không có, cho nên vấp ngã. Lục Minh Viễn nghe được động tĩnh, đẩy cửa mà vào. Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, Tô Kiều tim đập lợi hại, nàng còn chưa có mở miệng, Lục Minh Viễn liền hỏi. Ngươi mặc quần áo sao? Không có. Tô Kiều tức giận trả lời, ngươi tắm rửa thời điểm, hội mặc quần áo sao? Nàng nghe được hắn tăng thêm tiếng hít thở. Phanh một chút trọng vang truyền tới bên tai, lục minh viễn đạp một cước cửa phòng tắm. Toàn bộ phòng đều cùng ánh sáng ngăn cách, hắn đi vào hắc ám bên cạnh, dùng thăng tắm bao lấy cố định không dậy nổi tô kiều, lãnh đạm trách nói. Ngươi bình thường đùa dẫn liền tính. Ta không có nháo, tô kiều hỗn hển, vì bản thân biện giải nói, ta không phải cố ý ngã sấp xuống. Lục minh viễn không tin nàng. Hắn tràn ngập trực nam diễn xuất, viết ngoáy có lệ nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Tô Kiều mắt cá chân có chút đau. Nàng không duyên cớ khởi sướng hỏa, vò đã mẻ lại sức. Ta là muốn câu dẫn ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ không thể chạm vào ta. Ngươi rõ ràng xuống lầu, đi cùng cái kia chu thiến bình tán gẫu đi, ngươi không phải là còn mang nàng cưỡi qua ngựa sao. Phòng tắm vòi rồng không quan. Ấm áp dòng nước trút xuống xuống, phát ra róc rách chi âm, xây dựng càng nhiều hơn sương mù, Lục Minh Viễn buông thăng tắm, cách nàng càng gần. Hắn hãy còn suy nghĩ một lát, không xác định hỏi. Ngươi ghen tị. Tô Kiều không trả lời. Nàng đẩy của hắn ngực, ngồi quỳ cho đá hoa cương thạch gạch, muốn đứng lên. Ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta đi bật đèn. Lục Minh Viễn nói. Ngươi câm miệng. Tô Kiều nổi trận lôi đình, chui vào ngõ cục, lời nói của ta, ngươi đều không tin, vì sao còn muốn quản ta lục minh viễn bằng vào trực giác đỡ nàng bờ vai tô kiều trong lòng bàn tay lạnh cả người nhanh sát đất mặt bỗng nhiên không có khí thế tiếng nói nhỏ không thể nghe thấy trừ ra ngươi đưa của ta cái kia cá vàng ta không có gì cả lục minh viễn chợt cúi đầu hôn lên của nàng cầm sau đó là môi lấy một loại áp chế tư thế hơi nước dính ẩm của hắn quần hắn chỗ chi thản nhiên đem tô kiều lâu càng nhanh bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 23 23 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khăn tắm phi ở tô kiều trên người, hơi quằn quại, sẽ gặp chảy xuống. Khả nàng vẫn cứ vương hai tay, hoàng trụ lục minh viễn cổ. Hôn môi lần nữa càng sâu, hơn nữa quá mức kịch liệt, lục minh viễn chuyển hướng hai chân, ngồi dưới đất, chà đạp nàng hồng nhuận cánh môi, lưu luyến quên phản, ý còn chưa hết, Tô Kiều thủ trượt xuống dưới, leo lên đầu vai hắn. Nàng nhẹ nhàng thở dốc, bất đắc dĩ mà tạm dừng, như là bị hắn trừ hết khí lực. "Ngươi xem, Lục Minh viễn nói, ngươi không thôi có một cái cá vàng." Chuyện này đối với hắn mà nói đã là trực tiếp nhất thông báo. Tô Kiều nhận lấy hắn hàm xúc tâm ý, tuy rằng nàng không biết cái gì thời điểm đã động hắn. Nhiệt khí ở trong phòng tắm hình thành, ngộ đông lạnh kết làm bọc nước tăng vọt tình triều lại khó có thể biến mất, Tô Kiều lưu luyến không rời hỏi. Ngươi hiện tại, có cảm giác gì đâu? Lục Minh viễn cái trán tạp đến của nàng gáy qua. Hắn nắm nàng bờ vai, tiếng nói trầm thấp đứng lên. Ta có điểm choán ván, so say tàu lợi hại hơn. Tô Kiều cơ hồ tin là thật khi, Lục Minh viễn nâng lên của nàng cầm. Hắn còn tưởng làm lại một lần. Bất quá ở hắn hành động phía trước, Tô Kiều ra tiếng nói bật đèn đi, quá tối, ta cái gì đều nhìn không thấy. Sáng rọi đúng hạn tới. Tô Kiều kinh thấy bản thân chật vật. Một khối ngắn gọn mà đơn bạc khăn tắm, không đủ để che của nàng toàn thân. Lục Minh viễn nhìn quét một vòng, mới vừa rồi nói, "Ta đi ra ngoài, ngươi có việc kêu ta. Ngươi nếu cảm thấy buồn, đem cửa phòng tắm lưu một cái khâu, nơi này xếp khí phiến, không làm gì dùng tốt." Tô Kiều nhìn theo hắn xuất môn chờ nàng lại trở lại phòng ngủ không sai biệt lắm là tắt đèn điểm phòng rất lớn giường gỗ kích cỡ thích hợp nhưng là chỉ có một trương giường tô kiều lau khô tóc liền nằm đến lục minh viễn bên cạnh người cùng hắn xài chung một cái gối đầu phòng này có tam phiến cửa sổ đều khai ở mặt tường trên cùng thông khí thông thuận thất ôn thiên thấp bất quá lục minh viễn ấm tốt lắm giường trên người hắn hơi thở làm cho người ta cảm thấy tín nhiệm cùng thả lỏng cách hắn gần đây địa phương nhất ấm áp thoải mái, Tô Kiều do không biết đủ, nàng được một tất lại muốn tiếng một thước nói. Vừa mới ở trong phòng tắm, là ngươi chủ động hôn ta đi. Lục Minh viễn tắt đi đầu giường đăng. Hắn thừa nhận nói. Là ta. Mềm mại trong chăn nhồi vào nhung thiên Nga, ráp giường cùng vỏ chăn đều là thuần khiết ai cập miên. Tô Kiều có về nhà cảm giác, nàng nhất thời cuộc khởi, có chút nghiêm túc nói. Như vậy, lục tiên sinh ngươi muốn hay không phụ trách lục minh viễn viên cái thân đối mặt nàng ánh trăng xuyên thấu tầng mây cùng sương mù theo cửa sổ chiếu tiếng bọn họ phòng buộc vòng quanh tô kiều mặt tối nay lục minh viễn so ngày xưa càng liêu nhân ngón tay hắn chạm đến đến tô kiều hai gò má chỉ một lần hãy thu trở về muốn thế nào phụ trách hắn hỏi ta không có kinh nghiệm tô kiều còn chưa có mở miệng lục minh viễn lại bổ sung thêm ta không phải là đã sớm nói, muốn cùng ngươi về nước. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hắn phản phất một trương giấy trắng. Nhưng hắn lại đem vấn đề giao cho Tô Kiều. Tô Kiều theo sát sau ý thức được, lục minh viễn ở thử của nàng tiêu chuẩn, cùng đối tương lai kế hoạch. Nàng thâm tư thuộc lự một phen, xoa của hắn sườn mặt, nói. Ta cùng ngươi nói lời nói thật, nhưng là có ba cái điều kiện, ngươi nghe xong về sau, không thể cùng ta tính sổ, không thể đối ta phát hỏa, không thể không lý ta. Hảo hà khắc điều kiện. Lục Minh Viễn đầy đủ phát huy sức tưởng tượng, đoán Tô Kiều rốt cuộc làm qua cái gì. Bởi vì thói quen nghề nghiệp, của hắn tư tưởng đều là một bức lại một bức hình ảnh, thiên mã hành không, dăng khắp nơi, bao gồm dĩ vãng xem nhẹ chi tiết. Tô Kiều thấy hắn không nói chuyện, e sợ cho hắn khám phá dấu vết để lại. Nàng hơi hơi đứng dậy, tới gần, hôn môi khóe môi hắn, Dùng đầu lưỡi liếm liếm. Hắn bất đồng dĩ vãng nhẫn nhục chịu đựng, đảo mắt liền đem Tô Kiều khấu ở trên giường, sau đó hắn có chứa trả thù tính chất, đem đầu lưỡi tham tiếng của nàng miệng, hắn phát hiện loại này hôn môi phương thức càng kích thích. Tô Kiều hàng năm quen dùng một loại nước hoa, trên người nhiễm cực đạm mùi hoa, cùng loại cho di lâu cánh hoa hồng. Lục Minh viễn động tác thô bạo, như là đem này hoa hồng đều nghiền nát. Tô Kiều trong đầu bật ra một cái từ, tiểu chó săn. Tuy rằng lục minh viễn so nàng lớn tuổi một tuổi. Nàng dẫn đường tay hắn, hoặc nhập của nàng cổ áo. Mấy mấy giờ tiền, lục minh viễn cười nhạt kia đoàn mở, hiện thời đã bị hắn niếp ở trong tay, hắn thần phục cho như vậy xúc cảm, dùng đầu ngón tay quỳ bái, lặp lại xoa bóp. Tiếng thở dốc dần dần dày. Ngươi không phải nói, không có gì hay sờ sao. Tô Kiều ngưỡng cao cầm, thuận tiện hắn tế hôn của nàng cổ giống như khai áp mãnh thú giật mình gian trút xuống mà ra hắn không có chút kết cấu mang theo đè nén luống cuốn, ứng tiếng nói ân ừ, ngươi còn nhớ câu nói kia hắn cắn một chút của nàng lỗ tai đã quên đi ngươi coi ta như chưa nói quá tô kiều xem xét thời thế mở miệng nói ngươi còn tưởng hãy nghe ta nói lời nói thật sao lục minh viễn đình chỉ sở hữu thân thiết lý trí lại trở lại của hắn trong đầu nhưng hắn vẫn như cũ không đủ thanh tĩnh hắn nằm thẳng ở trên giường hồi tưởng cùng tô kiều nhận thức tới nay sở hữu đại sự việc nhỏ bình tĩnh nói tài trợ luân đôn kia tràn triển lãm tranh nhân là ta tài trợ tô kiều thẳng thắn thành khẩn nói ta lúc đó lừa ngươi gương mặt nàng trong trắng lộ hồng tim đập so bình thường nhanh hơn nhưng là lục minh viễn không có xem nàng hắn phát hiện không xong hắn nói ngươi tiếp tục nói ta đang nghe. Tô Kiều đưa tay trưởng kề sát tới lục minh viễn ngực. Cách nhất kiện quần áo, nàng cũng chưa thỏa mãn, mơ hồ đụng đến ngực hình dáng, làm cho nàng sơ qua an tâm, nàng tiếp theo thổ lộ. Ta duy trì kia một hồi triển lãm tranh, là vì cho ngươi nổi danh, lục trầm đem ngươi bảo hộ rất khá, quốc nội cơ hồ không có tin tức của ngươi. Một khi ngươi nổi danh, ta đường ca sẽ nhận thức ngươi. Lục Minh viễn cẩn thủ Tô Kiều điều kiện hắn không có sinh khí, không có tính sổ, chỉ hỏi một câu. Đối với ngươi có chỗ tốt gì? Rất đơn giản, Tô Kiều nói, ta nghĩ ban đổ đường ca, thanh lý buôn lậu giả công ty, còn tưởng muốn gia gia di chúc. Di chúc ngay tại ba ngươi trên tay. Nàng dừng một chút, còn nói. Ta đường ca, hắn gọi Tô Triển. Tô Triển biết di chúc tin tức, nhưng là hắn tìm không thấy ngươi, hắn xác định ngươi ở Luân Đôn, sẽ ở London sưu tầm lục trầm, nhưng là lục trầm luôn luôn tại Italy. Lục Minh Viễn thở dài, hỏi: Có ý tứ gì, Dương Đông kích Tây? Đúng. Tô Kiều gật đầu. Nàng còn lậu nói một sự kiện. Phía trước ở London, Lục Minh Viễn thu được phụ thân bưu kiện, ước hắn đi cơm trung quán gặp mặt, đó là Tô Kiều đoàn đội, căn cứ bọn họ dĩ vãng bưu kiện nội dung, ngụy tạo ra tin tức giả. Vào lúc ban đêm, Lục Trầm sở dĩ không hiện ra, liền là vì hắn căn bản không có hẹn trước quá. Tô Kiều giảng đến nơi đây, lại lặp lại nói: "Ngươi hỏi qua ta, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta không lừa ngươi, ta thật sự muốn di chúc." Lục Minh viễn đem nàng ấn hồi trong chăn. Hắn nói: "12 giờ rưỡi, nên ngủ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi." Tô Kiều lập tức phóng nhuyễn thái độ: "Ngươi đừng giận ta, nói thật" nhà của ta tình huống thật phức tạp. Ta tình nguyện bản thân chính là cái phổ thông luật sư. Có chừng có mực là môn nghệ thuật, tô kiều kỹ xảo lô hỏa thuần thanh. Nàng đoạn ở tại nơi này, không lại tiếp tục. Ngủ ngon, tô kiều hôn lục minh viễn, ta đêm nay thật cao hứng. Lục minh viễn suy nghĩ hỗn độn. Nhưng hắn tùy thích, hai tay đem tô kiều cô nhanh, này nhất cả đêm không có buông ra. Ngày kế sáng sớm hắn hơn 7 giờ liền tỉnh. Khi đó Tô Kiều đã xuống lầu. Nàng đứng ở nhà ăn, cùng lục trầm chuyện trò vui vẻ. Bữa sáng 8 giờ bắt đầu, bọn người hầu chính đang chuẩn bị. Bộ đồ ăn tạo ra được cực kỳ tinh xảo, thức ăn bao gồm hoa quả cùng truyền thống điểm tâm sáng, tráo y nốt nắp vung, đặt tại rộng rãi đẩy xe thượng. Chu Thiến Bình tối hôm qua một đêm không ngủ hảo, đỉnh hai cái mắt thâm quần, cái phấn nền dịch cùng kem che khuyết điểm. Nàng nguyên bản một bụng hờn dỗi, nhưng là làm nàng ở nhà ăn nhìn đến Tô Kiều, nàng lại nhịn không được cười nhạo nói: "Ai, tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua mới nói với ta, ngươi không ăn điểm tâm bởi vì ngươi khởi không đến a." À. Lục Trầm vòng đến một bên, cũng không ở các nàng phụ cận. Vì thế Chu Thiến Bình không có cố kỵ. Nàng mở ra đẩy xe, bưng lên một ly sữa, uống một ngụm, cười hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua trụ thói quen sao? Tô Kiều ngẩng đầu, nhìn về phía cửa chính, không gặp đến bóng người. Nàng giống như an đồ sinh đồng thoại đậu phụ công chúa, cố ý tìm ra nói. Không thói quen, nệm rất cứng rắn. Trong lời ngoài lời, một bộ đại tiểu thư tỳ khí. Chu Thiến bình lặng yên ngồi xuống, nói tiếp nói. Tỷ tỷ, ngươi có biết lục minh viễn ở nơi nào lớn lên sao? Ở quê hương ngươi cùng của hắn thói quen, không quá giống nhau. Nhà ăn trung ương đó là một trương bàn dài, màu vàng kim đế nến liệt cho hai bên. Tô Kiều đồ nghịch một chút ngọn nến, vén lên bản thân tóc dài, lộ ra mảnh khảnh cổ, cùng với trên cổ tiên minh đỏ thẩm sắc dấu hôn. Nàng nói, liền tính không giống với, cũng không tới phi ngươi quan tâm. Chu tiểu thư, ngươi có này tâm tư, không bằng nhiều họa mấy phút giả họa, giúp ngươi ba tránh điểm tiền hưu bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 24 24 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chu Thiến Bình có thể dễ dàng tha thứ Tô Kiều châm chọc nàng, nhưng nàng chịu không nổi Tô Kiều liên lụy phụ thân của tự mình. Giọng nói của nàng vi toan Không có ba ta giúp các ngươi chu toàn, các ngươi theo chỗ nào tìm người mua, thiên thượng cũng sẽ không điệu đô la ngươi dựa vào cái gì nói ta họa giả họa, dựa vào cái gì? Nguyên lai like, Chu Dương là liên hệ người mua nhân, Tô Kiều nghĩ rằng. Nàng đoán Chu Dương cùng Tô Gia có giao tình, nhưng là giao tình không sâu. Gia Gia sau khi chết, hắn cùng Lục Trầm đều không có đầu nhập vào Tô Triển, tại sao vậy chứ? Tô Kiều phản ứng đầu tiên là, bọn họ tưởng độc chiếm này buôn lậu liên. Tô Kiều mỉm cười, tiếp tục đùa Chu Thiến Bình. Đêm qua, Ngươi chính miệng nói với ta, kia phúc, và la hôn lễ, là ngươi làm ra đồ giỏm. Bao nhiêu tiền một bức đâu? Ta nghĩ mua. Chu Thiến Bình biểu môi, tức giận chưa bình. Khi bức họa không bán, ngươi ra bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Nàng bưng lạnh lẽo sữa, buồn bực không vui, cảm thấy ngực đổ khó chịu. Tô Kiều làm như không thấy, đang chuẩn bị lời khách sáo, lục minh viễn tiến bước chân truyền vào nhà ăn. Hắn mặc áo sơ mi cùng quần dài, tay áo cuốn đến khuỷu tay bộ, dáng người cao to, đường công anh tuấn, người xem tim đập thình thịch. Lục Minh viễn không trưởng thành thời điểm, còn có một loại đặc biệt khí chất. Khi đó, hắn còn không có tự lập môn hộ, hắn bị phụ thân gửi nuôi ở quê hương bằng hữu gia, hàng xóm đều là anh cách la người địa phương. Phụ cận có nhất ban tiểu hài tử, nhưng không thích cùng hắn ngoạn, hắn cùng người khác cũng ngoạn không đến cùng đi. Mỗi một ngày, phụ thân của Chu Thiến Bình mang theo nữ nhi bái phỏng bằng hữu. Đó là Chu Thiến Bình lần đầu tiên nhìn thấy Lục Minh Viễn. Nàng 12 tuổi, Lục Minh Viễn 16 tuổi, hắn vừa cao lớn vừa đẹp trai, giống ca ca giống nhau cùng với nàng mấy ngày. Ở trống trải nguyên giả trung, gió bắc thổi qua, lục thảo như ba. Lục Minh Viễn bên người có một con ngựa, cả vật thể tối đen, màu sắc bóng lưỡng, bốn vó ngựa cũng là trắng nõn như tuyết. Chu Thiến Bình ầm ĩ nháo muốn cưỡi ngựa. Nàng thừa dịp người lớn không chú ý, theo chân đặng, đi lên ngựa lưng. Bởi vì cảm thấy hảo ngoạn, thu nhất dúng lông bờm. Hắc mã đột nhiên chấn kinh, mang nàng một đường chạy như điên. Nàng lên tiếng thét chói tai, sợ tới mức phải chết, gió lạnh theo ít hầu quán đi vào, nàng bị bản thân nước miếng sặc đến. Muốn khóc, khóc không được, da mặt nóng bỏng, hỏa thiêu hỏa liệu. Không biết qua bao lâu, Lục Minh Viễn cưỡi khác một con ngựa, theo lối rẽ chỗ tiệc ngừng hát mã. Hắn cứu Chu Thiến Bình, tự tay đem nàng khiên xuống dưới, lãnh một trương mặt, không nói chuyện với nàng. Người khác khả năng sẽ cảm thấy, 12 tuổi nữ hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Kỳ thực không phải là, nàng đã có thể nhận ra thật xấu. Nàng Thủy chung nhớ được bích dập dần bồng bình dạng dân giả trung có người vì nàng khóa mã bôn chạy mà đến, hắn giống như cứu vớt công chúa vương tử, anh tuấn tiêu sái không ngại không sợ lúc hắn hướng nàng đưa tay nàng liền không có lo trước lo sau hiện thời người này ngay tại trước mắt nàng nhưng hắn ngồi xuống tô kiều bên người ngươi thức dậy thật sớm a à, tô kiều nhẹ giọng nói tâm tình không tốt sao ngay trước mặt chu thiến bình tô kiều đụng phải lục minh viễn tay phải nàng giống một cái nghịch ngợm miêu con một chút của hắn lòng bàn tay Lục Minh Viễn lập tức nắm giữ Tô Kiều thủ, đặt tại trên đùi bản thân, nói: "Ta nghĩ sửa đổi nghỉ ngơi thời gian. Mỗi đêm 11 điểm ngủ, 7 giờ sáng rời giường, như vậy càng khỏe mạnh." Tô Kiều lượt cảm kinh ngạc, cười nói: "Làm sao ngươi đột nhiên vòng vo tính?" Lục Minh Viễn thông dong hỏi lại: "Ngươi không phải là luôn luôn chê ta lại giường sao?" "Không có a," à, Tô Kiều thật tình thật lòng, thuận đường khen hắn một câu của ngươi dáng người tốt như vậy, lượng vận động cũng đủ rồi, ăn không mập, ngủ không mập, ta có cái gì hảo ghét bỏ. Dứt lời, nàng còn tại trên đùi hắn sờ soạn một phen. Lục Minh viễn liên tưởng đến đêm qua. Hắn đem Tô Kiều áp ở dưới thân, hôn môi nàng, vuốt ve nàng, đem nàng giam cầm thật sự nhanh. Nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy chỗ nào không đúng, tức đãi biểu đạt. Vì thế hắn phản phất một gã bạo quân, không tha cải lại nói dù sao về sau đều là cùng nhau ngủ ta sẽ chiếu cố ngươi thói quen ngươi có ý kiến gì sớm một chút cùng ta đề nga nguyên lai like là ở chỗ này chờ đâu tô kiều một tay chống má nhẹ bỗng nói tiếp theo đâu ngươi hướng người khác giới thiệu của ta thời điểm cấp cho ta lại thêm một cái hậu tố lục minh viễn thỉnh giáo nói cái gì tô kiều trả lời lục minh viễn bạn gái a Nàng một bộ trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, hơi hơi đề cao tiếng nói, cường điệu nói. Tốt nhất có thể cho người người quen đều biết đến. Lục Minh viễn không chút sức mẻ tỉnh tọa một lát, bởi vì Tô Kiều lời nói ra ngoài của hắn dự kiến. Hắn còn không có lo lắng đến bước tiếp theo. Hắn nắm chặt tay nàng, lòng bàn tay ấm áp mà nóng cháy, nhưng hắn thái độ không quan hệ đau khổ. Này không phải cái gì việc khó. Ta nhận thức nhân không nhiều lắm. Theo nào đó trên góc độ xem, hắn đáp ứng được cực kỳ sảng khoái. Tô Kiều ngẩn ra, không hiểu nóng lòng. Bữa tiệc này điểm tâm nhất định phi so tầm thường, mạch nước ngầm mãnh liệt. Lục Trầm cùng Chu Dương đến 8 giờ mới xuất hiện. Chu Dương hôm nay ước thấy hộ khách, tới gần nhà ăn còn tại gọi điện thoại, hắn đề phòng Tô Kiều, tìm từ ba phải sao cũng được. Ngài muốn hóa đến, hôm nay cái có thể đưa. Ngài chỗ kia thuận tiện sao? Cái gì hóa, mấy điểm đưa, hắn cũng chưa nói. Tô Kiều vẫn như cũ tràn ngập hưng trí dự thính. Nàng cùng Lục Minh Viễn ngồi ở cùng nơi, đối diện là Lục Trầm cùng Chu Dương. Chu Thiến Bình rầu rĩ không vui, một mình một người ngồi ở góc, nỉa sáp nhập dứa khi, phát ra, phanh đông, tiếng đánh. Lục Trầm xem ở trong mắt, lại không vạch trần. Sau khi ăn xong, hắn cố ý vòng khai Tô Kiều, mang theo con trai của tự mình, đi bịt kính thư phòng thư phòng ở cửa hiên xa nhất chỗ. Trang Hoàng Phong cách thập phần đặc thù, bắt chước lục trầm ở quốc nội gia. Lục Minh Viễn tại kia cái gia đợi cho mấy tuổi, hắn nhớ không rõ. Nhưng là đặt chân thư phòng sau, hắn vẫn có một loại quen thuộc cảm, càng là làm phụ thân đẩy ra một phen đằng y, ung dung ngồi xuống, ngón tay điểm ở gỗ hồ đào trên bàn học, không tiếng động gõ hai ba hạ. Trên tường treo một bộ tranh chữ, viết là, phi đạm bạc vô lấy minh chí, phi yên tĩnh vô đến nỗi xa lục trầm thật thích câu này danh ngôn minh Chí, trí, trí xa này hai cái từ cũng là hắn cấp con trai lấy tên khởi nguồn hắn nói minh viễn có chút nói ba ba không thể không mở ra cùng ngươi giảng lục minh viễn tối hôm qua nghe xong tô kiều bột trực sáng nay lại chờ đến đây phụ thân phân tích hắn nhưng là bình tĩnh thuận theo nói vừa vặn ta cũng có một chút nói chuẩn bị mở ra giảng ngài là phụ thân, ngài trước bắt đầu. Hắn đem tiên phát chế nhân cơ hội nhường cho lục trầm. Lục trầm lại cười nói. Ta cả đời này, chỉ có ngươi một cái hài tử. Một đôi phụ tử nói chuyện, không nên giống chúng ta như vậy khách khí mới lạ. Hắn mặc thâm màu xám tây trang, ngồi ở kia đem ghế mây, nhìn không chuyển mắt, lo lắng sung túc, tựa như một vị từ phụ. Nắng sớm xuyên thấu hoa văn màu cửa sổ, phân tán thành ngũ dạng mười sắc, lục minh viễn đứng ở một bên vừa khéo bị buộc vòng quanh viền vàng lục trầm xem hắn tựa như thấy được tuổi trẻ thời điểm bản thân con trai ba ba tưởng nói cho ngươi cô kiều cái kia nha đầu nhiều nhất chính là tâm nhãn lục trầm nói thẳng tận lực hiền hòa nói ngươi đừng xem nàng tuổi còn nhỏ nàng nên hội đều sẽ lục minh viễn cẩn thận suy nghĩ câu nói kia nên hội đều sẽ thâm ý hắn vậy mà hỏi ra một câu như vậy không tốt sao ngươi có phải là ở khen nàng lục trầm bị nghẹn một chút hắn quanh co lòng vòng báo cho con trai ngươi chu thúc thúc nữ nhi chu thiến bình tâm tư của nàng cùng ý tưởng liền đơn thuần hơn ta hy vọng ngươi rời đi italy về sau có thể trở lại anh quốc tiếp tục ngươi từ trước cuộc sống tô gia kia một bãi hồn thủy ngươi một giọt đều không cần dính lục trầm rốt cục giảng đến trọng điểm ta vì sao phải muốn xuất ngoại không phải là bởi vì nước ngoài hảo là vì tô thị tập đoàn xảy ra vấn đề minh viễn ngươi là ta duy nhất con trai những lời này ta chỉ sẽ nói cho ngươi biết hắn tay trái đỡ đằng y tốc độ nói không vội không hoảng tô thị tập đoàn chủ tịch ở năm nay một tháng tai nạn xe cộ qua đời lục minh viễn sát một câu ta biết chuyện này hắn là tiểu kiều gia gia lục trầm chú ý tới lục minh viễn đối tô kiều xưng hô là tập quán tính tràn ngập vô cùng thân thiết ý tứ hàm xúc tiểu kiều hắn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khi tràn tai nạn xe cộ không hoàn toàn là ngoài ý muốn lục trầm đứng lên mở ra ngăn kéo xuất ra một cái xì gà ta nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa chúng ta dùng hết thủ đoạn điều tra không ra cái gì kết quả này nổ mạnh giống như tin tức có thể nói long trời lỡ đất trong thư phòng không có lửa cảnh trang bị lục trầm không coi ai ra gì châm xì gà cười nói ngươi đoán ta hoài nghi ai sương khói như xám trắng sắt vòng tròn bộ ở kim mang lóng lánh nắng sớm lục minh viễn lui về phía sau một bước đứng cách cửa sổ càng gần sau một lúc lâu hắn mới hồi đáp ngươi tìm không thấy chứng cứ liền hoài nghi phụ thân của tiểu kiều xì gà hỏa tinh nhất minh nhất diệt bị ấn vào trong gạt tàn lục trầm đánh tan nghiện thuốc lá hắn gợi lên khóe môi, thoải mái nói. Ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thông minh. Tô Kiều sẽ cùng ngươi đùa dẫn tâm cơ, phụ mẫu nàng càng phiền toái. Phụ thân của nàng xuống tay rất ngoan, tương lai khẳng định muốn liên lụy nàng. Phụ nợ tử còn. Lục Minh Viễn ngắt lời nói, ta đây tạo nghiệp, không thể so nàng thiếu. Những lời này là đem đao nhọn, ngắn ngủn một giây, trạc vào lục trầm tâm qua tử. Lục Minh Viễn bình tĩnh như lúc ban đầu, hỏi tiếp nói. Ba ba, trên tay ngươi có di chút sao? Nhiều năm như vậy, Lục Minh Viễn mở miệng gọi hắn là ba ba, vì dĩ nhiên là. Tô Cảnh Sơn di chúc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 25 25 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Di chúc vấn đề bị tung ra sau, thư phòng không khí càng thêm vi diệu. Lục trầm rốt cuộc khéo đưa đẩy. Hắn tránh, chuyển khẩu nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi 6-7 tuổi khi, ta mang ngươi đi khu vui chơi ngoạn sao? Không nhớ rõ. Lục minh viễn ở trong lòng tưởng. Hắn không lại đứng thẳng, tìm một phen ghế dựa, yên tĩnh ngồi xuống. Khi đỏ thẩm sắc y điếm phá lệ mềm mại, kiểu dáng cũ kỹ, tạo hình cẩn thận, ước chừng là mổ cái châu Âu tòa thành bên trong thuận đến đồ cổ. Phụ thân nơi này có rất nhiều thứ tốt. Nếu lục minh viễn muốn, hắn có thể được đến, nhưng hắn mở miệng sở thỉnh cầu, là lục trầm vô luận như thế nào không thể cho. Hắn đánh một bộ tình thân bài, trợ giúp con trai nhớ lại vãng tích. Năm đó ngươi muốn đi khu vui chơi, mẹ ngươi không rảnh, ta cũng không rảnh. Ngày đó ta rốt cục mời đến giả, liền mang ngươi xuất môn chơi vẻn vẹn một ngày. Chẳng vạn chúng ta về nhà, ngươi ở trên xe đang ngủ, nói nói mớ đều là ba ba, ba ba. Đảo mắt mười mấy năm, ngươi lại bảo ta một tiếng ba ba, vì là một phong di chúc. Lục trầm bật cười, phản phất tự dễ nói. Ngươi cùng Tô Kiều nhận thức ba tháng, ta quan tâm ngươi hai mươi bốn năm. Lục Minh viễn nheo lại mắt, cẩn thận xem kỹ hắn. Nói đến kỳ quái, sáu bảy tuổi Lục Minh viễn chú ý lễ phép, nghe lời biết chuyện lại lớn lên chút hắn liền cử chỉ khinh mạng cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài cái kia lanh lợi nhuyễn nộn con trai chỉ tồn tại cho lục trầm đối chuyện cũ nhớ lại chung cố tình lục minh viễn còn muốn đem này đoạn ngắn đánh cho dập nát ta bảy tuổi ngài đem ta tống xuất quốc ta không nhớ rõ khu vui chơi nhưng đối bắc kinh sân bay còn có ấn tượng lên máy bay tiền ta ôm đùi ngài ngài đánh ta mấy bạc tai hắn ngữ khí thoải mái thái độ hòa hoãn phụ thân hướng hắn nhắc tới thơ ấu việt vạch hắn liền nhẹ nhàng bâng quơ phản kích thậm chí đơn giản hóa quá trình năm đó lục trầm cũng không chỉ là viếng con trai bàn tay lục minh viễn chết sống không chịu đi phụ thân liền đem hắn kéo vào toilet ý đồ cùng hắn giảng đạo lý nhưng hắn vẫn như củ dầu muối không tiếng phụ thân lớn tiếng trách cứ hắn động đánh chửi nói không ít khó nghe nói cho đến khi tuổi nhỏ con trai nản lòng thoái chí. Sương trắng lại lần nữa dâng lên, lục trầm lại điểm một điếu thuốc. Cửu biệt gặp lại, hắn cũng không đồng ý lộ ra nhớ lại cùng hối hận đến. Thư phòng cửa sổ khai thật sự cao, tới gần một tòa phế khí tu đạo viện, nơi đó đứng một pho tượng thuộc loại thiên giáo chủ giá chữ thập. Chịu khổ chúa giê -xu bị đóng ở chữ thập thượng, hắn vẽ mặt thương xót, quan sát dưới thân thế nhân, quan sát vận mệnh luân hồi, cùng bọn họ chuột không xong đắc tội. Lục trầm lược cảm đè nén, mở miệng nói. Ta có nang ngôn chi ẩn. Bất quá, minh viễn, ngươi không biết cũng là chuyện tốt. Hắn gục đầu xuống, nghiền nát điếu thuốc, mổ một cái chớp mắt, như là thương lão rất nhiều. Lục minh viễn tự hồ động dung, truy vấn một câu. Đừng vòng loan, trực tiếp nói với ta, có cái gì khó ngôn chi ẩn. Hắn không có đối tô cảnh sơn di chúc tử triền lạng đánh. Lục Trầm kinh thở vào nhẹ nhõm, nói: "Ta hỏi qua ngươi, có muốn hay không tham dự công ty chuyện, ngươi nói không nghĩ, ta đương nhiên phải tôn trọng ngươi. Đến mức này phiền toái, ngươi chắc chắn bản thân không tham dự, như vậy, con trai, ngươi cũng không cần phải biết." Hắn đứng lên, chuẩn bị tiễn khách. "Tốt lắm, ta được ra một chuyến môn, buổi tối trở về ăn cơm. Ngươi còn có cái gì nói, chúng ta đến lúc đó nói tiếp." Kể từ đó, hắn liền đem con trai thỉnh ra cửa lục minh viễn không có đánh tìm được di chúc đi về phía cũng không có sờ soạn ra một đường cầm thương hành hung theo dõi hắn người là ai hắn ở trên hành lang đứng một lát nghĩ thông suốt phụ thân tứ lạng bạc thiên cân nói chuyện thủ đoạn không khỏi âm thầm kinh trào hành lang trên tường treo đầy danh họa lớn nhỏ không đồng nhất khung ảnh lồng kính đều soát kim nước sơn lục minh viễn viết mắt đảo qua chú ý tới một bóng người đúng là Chu Thiến Bình. Nàng thay đổi một bộ quần áo, phong cách cùng Tô Kiều gần. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy hoang đường. Nhưng nàng quả thật làm như vậy. Lục Minh Viễn đi tới khi, Chu Thiến Bình mở miệng nói. Minh ca, ngươi 16 tuổi dưỡng kia con ngựa, nó còn tại sao? Lục Minh Viễn xem nàng, trả lời thuyết phục hai chữ. Đã chết. Chu Thiến Bình có chút xấu hổ lục minh viễn có một sông ra tinh thông hắn am hiểu đem thiên tán gẫu tử hơn nữa có rất nhiều loại tán gẫu tử phương thức chu thiến bình không cam lòng nổi giận đào móc đề tài nó tên gọi là gì a chết như thế nào mai ở đâu năm ấy chúng ta phóng nghỉ xuân ta cùng ba ba đi ở nông thôn tìm ngươi ngoạn ngươi một điểm đều không nhớ rõ sao hôm nay tìm lục minh viễn nhớ lại đi qua nhân tổng cộng hai cái hắn có chút phiền hắn miễn cưỡng duy trì lễ phép. Khi con ngựa không có tên, chết già, chôn ở mộ địa lý. Quy công cho Chu Thiến Bình một loạt ám chỉ, Lục Minh Viễn nhớ tới năm đó theo trên lưng ngựa bái hạ một cái tiểu cô nương. Hắn sớm nhớ không rõ của nàng dung mạo, ngắn ngủn vài ngày ở chung, bé nhỏ không đáng kể, không giấu vết mà tìm. Vì thế hắn đối đãi nàng, giống như mới gặp một vị người xa lạ. Chu Thiến Bình nhưng là nhiệt tình, làm ra giật mình bộ dáng chết già a à, mã sống lâu có 30 năm đâu, nó năm đó cường tráng như vậy, lưng ta, càng không ngừng chạy, ta kém chút liền hù chết. Lục Minh Viễn nâng tay, đầu ngón tay dừng ở một bức họa thượng. Họa là một vị gần đất xa trời, tóc bạc kê da lão nhân. Hắn lại một lần nữa ngưng hẳn đề tài. Ngươi hiện tại cũng rất tuổi trẻ, tiếp qua vài thập niên, liền là như thế này. Mã sống lâu so nhân càng đoạn, không có gì hay kinh ngạc nếu hắn có thể có một chút mảnh nhỏ cổ động cùng phối hợp cũng tốt nhưng hắn không có chu thiến bình không kèm được trên mặt cười không thể nề hà nói ngươi cùng cái kia tô tiểu thư ở cùng nhau thời điểm các ngươi đều tán gẫu chút gì đó lục minh viễn rời đi nơi này song tay chống ở quần áo trong túi hướng phụ cận tiền sảnh hắn nghi hoặc tô kiều đi nơi nào lại nghe ra chu thiến bình trong lời nói bố trí cạm bẫy vậy mà bắt đầu nói mò tán gẫu cổ phiếu kinh tế chứng khoán đầu tư, xí nghiệp cùng tập đoàn giám thị hình thức, châu Âu ương hành có nên hay không dân lên lợi tức. Ngươi nếu có hứng thú xâm nhập hiểu biết, có thể đi tìm các ngươi công ty nhân. Chu Thiến Bình lòng tràn đầy cho rằng hắn sẽ về đáp một cái nghệ thuật loại đáp án. Nàng liền có thể tìm được điểm giống nhau, tiến thêm một bước cân nhắc của hắn yêu thích. Nhưng là lục minh viễn không ấn lộ số ra bài, hắn luôn là làm cho người ta tiếp không xong nói cứu lại cục diện nhân là đột nhiên xuất hiện tô kiều nàng theo trên thang lầu đi xuống đến bưng một cái tách cà phê tầm mắt cùng lục minh viễn giao hội nàng liền cười nói ngươi đem di động quên ở phòng ngủ vừa mới lâm hạo cho ngươi gọi điện thoại ta giúp ngươi tiếp hai ngày trước ta đem di động hào cho hắn lục minh viễn đối mặt thang lầu cũng chẳng kiên dè chu thiến bình trực tiếp hỏi hắn tìm ta có chuyện gì chẳng phải chuyện trọng yếu cố ninh thành thư ký tìm được lục minh viễn liên hệ phương thức nhưng hắn trong nhà không ai bưu kiện không trở về vị kia thư ký liền trằn trọc đến lâm hạo nơi đó lặp lại hỏi hắn có biết hay không lục minh viễn đang ở phương nào thư ký lưu cho lâm hạo tin tức thiếu đáng thương lâm hạo chuyển cáo tô kiều có cái họ cố trẻ tuổi nam nhân muốn cùng lục minh viễn gặp mặt điều kiện tùy tiện khai mục đích thôi thượng không minh xác ta cũng không biết hắn muốn làm gì Lâm Hạo ở trong điện thoại nói, ta liền là có điểm lo lắng Lục Minh Viễn. Hắn ở trong nhà mình long long vạt áo, hàm súc ám chỉ. Lục Minh Viễn hội vẽ tranh lại bộ dạng xoái, cẩn thận bị cái nào lão bản trành thường. Ta xem cái kia họ cố liền rất có hiềm nghi, của hắn thư ký một ngày mười gọi điện thoại tìm ta, căn bản mặc kệ thời gian sai lệch, làm cho nhân ngủ không xong thấy. Tô Kiều cười trêu nói. Có lẽ hắn có chính sự đâu hắn chỉ nói họ cố không nói cho ngươi tên đầy đủ sao lâm hạo bột trực không a à, nhưng là đâu hắn cấp lục minh viễn công ty đại diện thanh toán nhất bút tiền Giang tu tề hỏi ta muốn lục minh viễn di động hào ta suy nghĩ còn không bằng cùng lục minh viễn nói thẳng tô kiều hướng hắn cam đoan sẽ đem mấy tin tức này thuật lại đến lục minh viễn bên tai trước đó lâm hạo biết tô kiều về nước lục minh viễn đi nghỉ phép nhưng hắn không hiểu lắm, vì sao bọn họ hai người lại hỗn đến cùng nhau, rất có khả năng là tốt hơn, hắn hợp tình hợp lý đoán rằng. Làm lục minh viễn tự mình tán thành bạn gái, Tô Kiều không có nuốt lời. Nàng gián tại của hắn nhĩ sườn, chi tiết nói. Quốc nội có người tìm ngươi, hắn họ cố, rất nhiều tiền, thu mua của ngươi công ty đại diện, muốn gặp ngươi một mặt. Tô Kiều tiếng nói thấp thiển, Chu Thiến Bình tưởng nghe lén, khả nàng nghe không rõ ràng nàng thức thời rời khỏi. Đồ kinh hành lang khi, vừa vặn đánh lên lục trầm. Lục trầm khoát nhất kiện bạc áo khoát, mang theo hai gã thường phục bảo tiêu, xuyên qua hình cung cửa hiên. Lục thúc thúc. Chu Thiến Bình kêu hắn một tiếng. Lục trầm cười cười, quay đầu xem nàng, thấy nàng vành mắt phím hồng, giống chỉ ủy khuất con thỏ nhỏ, hắn nhẫn nại an ủi một câu. Đừng khóc, thúc thúc giáo ngươi một cái đạo lý, không đến cuối cùng thời điểm, không cần điệu nước mắt. Chu Thiến Bình không cần phải nhiều lời nữa, phản phất nghe xong đi vào. Cách nàng không xa cửa thang lầu, Tô Kiều ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng cảm thấy nơi này không phải là chỗ nói chuyện, giữ chặt Lục Minh Viễn tay áo, đem hắn mang về phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, Lục Minh Viễn liền hỏi. Ngươi nhận thức cái kia họ cố. Tô Kiều bước chân ngừng một chút. Nàng ngồi ở trên giường, một năm một mười trình bày hắn tên đầy đủ cố ninh thành, là ta đường tỷ vị hôn phu. Hắn không đến hôn phía trước, ở phòng nhân sự làm quản lý, giúp ta một điểm vội. Tô Kiều vừa nói chuyện, một bên không lưng, đem thiển màu đen tất chân thông thả xuống phía dưới cuốn. Tất bị câu phá một điểm, không thể muốn. Tuyết trắng chân một tất một tất lộ ra đến, bất cứ lúc nào, quan cảm đều là khiếp khao mà thon dài. Rất nhanh, Tô Kiều liền vì bản thân hưởng hờ trả giá đại giới. Lục Minh Viễn đem nàng đẩy ngã ở trên giường, hỏi tiếp nói. Hắn vô duyên vô cớ giúp ngươi sao? Ta thế nào nhớ được, ngươi từng nói với ta, ngươi ở trong công ty tứ cố vô thân, tô triển khắp nơi với ngươi đối nghịch, ngay cả ngươi gia gia đều không đồng ý ra mặt. Tô Kiều chớp chớp mắt, một hồi lâu mới trả lời. Ngươi nhớ được hảo rõ ràng a. À? Làm tưởng thưởng, nàng ngửa đầu, hôn của hắn cầm. Ngươi yên tâm, ta không có quan hệ gì với hắn, Tô Kiều nói, hắn sở dĩ giúp ta, là vì ta cũng có thể giúp hắn. Không hơn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 26 26 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tô Kiều cũng không hy vọng bản thân tứ phía gây thù hằn. Nhưng từ nàng tiến vào tập đoàn công tác, phiền toái luôn là nối góp tới, nàng không có ba đầu sáu tay, chỉ có thể từng bước hóa giải, châm đối nàng nhân như trước hội nhằm vào nàng, tin cậy của nàng nhân lại hội càng nể trọng nàng. Nàng tự nhận là cùng cố ninh thành giao dịch đều là ngươi tình ta nguyện, hợp lý. Cố ninh thành lợi dụng chức vụ chi liền, giúp nàng sàng chọn ra một nhóm người, đám này nhân bị tô kiều xếp vào đến công ty bên trong. Lại sau này, nàng trái lại trợ giúp cố ninh thành, thúc đẩy của hắn hạng một vận hành, củng cố hắn ở công ty địa vị nàng đối đãi cố ninh thành thái độ giống như là đối đãi thẩm mạng cũng hoặc là hạ an bách nếu đem các loại giải thích cấp lục minh viễn nghe ắt phải liên lụy tới công ty bên trong cơ mật tô kiều sẽ không mở miệng nàng thừa nhận bản thân ích kỷ nàng đương nhiên nói cố ninh thành vội vã tìm ngươi khẳng định là vì phụ thân của ngươi chúng ta đều không biết trên tay hắn có cái gì bí mật càng không xác định chuyện càng làm cho người ta không yên Lục Minh viễn lược nhất suy nghĩ, tán thành của nàng cách nói. Ngay cả cố ninh thành mục đích không người biết hiểu, hắn rút cuộc là tô kiều đường tỷ vị hôn phu. Đã có tầng này quan hệ, của hắn sở tác sở vi, nhất định có chứa thiên hướng tính. Lục Minh viễn không tự chủ vì tô kiều lo lắng. Hắn đối nàng thập phần thẳng thắn thành khẩn. Ta cùng phụ thân đi thư phòng, hỏi hắn di chút chuyện. Ta đợi 20 phút, hắn không có chính diện trả lời dự kiến bên trong. Cô Kiều nghĩ rằng, chẳng sợ Lục Minh Viễn lần nữa ép hỏi, Lục Trầm cũng sẽ không thể toàn bộ thắt ra. Khi lão Hồ Ly ở Thương Hải chìm nổi hơn 10 năm, đã trải qua chắc chắn đàm phán tham dự hội nghị ngộ, hắn không có khả năng trị không được con trai của tự mình. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra Lục Trầm nói chêm chọc cười bộ dáng, khéo léo là mỗi một vị trợ lý môn bắt buộc. Nhưng mà kế tiếp, Lục Minh Viễn còn nói còn có một việc có tất muốn nói cho ngươi. Hắn cẩn thận lưu ý Tô Kiều biểu cảm, đồng thời trình bày nói: "Phụ thân nói, ngươi gia gia tử không phải là ngoài ý muốn. Có người bày ra tai nạn xe cộ, ẩn tàng rồi gây dấu vết. Ngươi tin tưởng này ý kiến sao?" Tô Kiều bị lời nói của hắn kinh động. Nàng quay đầu, không lại nhìn hắn. Tóc dài rơi xuống trên mặt, chặn trong mắt ám ảnh. Lục Minh viễn cúi đầu liễm mi tiến hành theo chất lượng nói hắn hoài nghi phụ thân của ngươi tiểu kiều hoài nghi phụ thân của nàng là sau lưng giết người hung thủ chật nhất tưởng đến thật là phụ thân của tô kiều tối có gây hiềm nghi cùng giết người động cơ hắn đa mưu túc trí am hiểu ngoạn thủ đoạn lại phá lệ coi trọng gia đình dung túng nữ nhi nhưng hắn thật sự có như vậy tâm ngoan thủ lạc sao nếu hắn là tàn khốc vô tình nhân căn bản sẽ không rơi vào bất cứ cái gì bẫy tô kiều nhất thời khó thở thốt ra nói ba ta sẽ không làm loại chuyện này hắn nếu làm được xuất ra ta căn bản không dùng ra quất tìm ngươi lục minh viễn không khỏi ngẩn ra hắn hỏi ngược lại trừ bỏ di chúc cùng tư nhân sổ sách ngươi còn nghĩ muốn cái gì tô kiều con ngươi co rụt lại đục nước béo cò nói đương nhiên là muốn ngươi a à. Lục Minh Viễn thơi màu của nàng cầm, ngón tay thân hơi dài, đụng phải của nàng cánh môi. Hắn thuận thế nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngoài miệng nghiêm khắc nói. Đừng nháo, cùng ta nói đứng đắn. Còn chưa đủ đứng đắn sao? Tô Kiều hàm trụ ngón tay hắn, lại dùng đầu lưỡi liếm một chút. Nàng không có lúc nào là không ở nói sang chuyện khác. Lục Minh Viễn lược xúc động và phẫn nộ muộn. Hắn rút về chính mình tay, xuyên qua Tô Kiều nồng đậm tóc dài sợi tóc cực kỳ mềm mại thuận hoạt, ở của hắn trong lòng bàn tay đánh một vòng tròn nghi, chiếc bông ngứa, dụ khiến cho hắn cúi người đến, tiến thêm một bước bắt được Tô Kiều. Nhưng hắn trước nghĩ sau suy, cuối cùng từ trên người nàng đứng lên, hệ thượng nới ra áo sơ mi nút áo, nói. Ta nói rồi, ngươi không đồng ý giảng, ta sẽ không bức ngươi. Cha ta buổi tối trở về, ngươi muốn cùng hắn nói chuyện sao? Tô Kiều thản nhiên tọa thẳng, đáp lại nói hôm nay liền tính ta không biết muốn nói gì này là nói dối nàng chỉ là cần thời gian một lần nữa suy nghĩ lục trầm lợi thế tô kiều màu đen tất chân còn không có thoát hoàng nàng duỗi thẳng một đôi chân dài lại nhìn phía lục minh viễn lục tiên sinh ngươi giúp giúp ta lục minh viễn kém chút cho rằng nàng là nhất ngữ hai ý nghĩa đáng tiếc tô kiều không khác ý tứ nàng vẫn cứ là ở đơn thuần câu dẫn hắn Lục Minh Viễn mày đẹp đầu kinh nhíu một cái chớp mắt. Bản thân thoát đi, tất đều thoát không tốt sao. Tô Kiều Kỳ thực thích nhất hắn này tấm bất vi sở động bộ dáng. Hắn càng là ngoan cố không hóa, nàng càng là hưng trí dạt dào, muốn đem của hắn áo sơ mi nút thắt một viên một viên cởi bỏ, khóa ngồi ở của hắn bụng, miêu tả mặt hắn bộ hình dáng. Nàng tùy tay giải quyết dài đồng miệt. Bất quá lúc này đây, nàng thật sự trong lời nói có chuyện ta bản thân có thể làm chuyện, sao ngươi trong tưởng tượng càng nhiều. Lục Minh Viễn lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Tô Kiều thịnh tình mời nói. Chu Dương cùng Lục Trầm đều không ở nhà, chỉ có một Chu Thiến Bình. Ngươi muốn đi vi nít ngã tư đường dạo dạo sao? Ta dự định một gã thuyền phu. Hôm đó buổi chiều, Lục Minh Viễn tùy nàng xuất môn. Đầu hạ thời tiết, bầu trời nhất trong suốt. Lui tới thuyền thuyền như dệt, bến đò bận rộn náo nhiệt, du khách nhóm thành quần kết đội, xuyên toa vu văn khắp nơi phố hạng Thủy Loan, Tô Kiều cũng giống cái chân chính lữ khách, nhiều có thú vị chung quanh nắm cảnh, nàng trả lại cho Lục Minh Viễn chụp ảnh. Qua, ngươi mau nhìn, Tô Kiều lượng ra di động, ngươi nhiều thượng tướng A. Nàng nâng tay xoa của hắn sườn mặt, không chớp mắt xem kỹ hắn, tự đáy lòng bình luận. Ngươi là khí chất hảo, ta là ánh mắt hảo. Lục Minh Viễn biết rõ Tô Kiều cố ý dỗ hắn cao hứng, hắn vẫn là không tốt bị dỗ thật cao hứng. Tiếp nhận Tô Kiều di động sau, Lục Minh Viễn chủ động giúp nàng chụp ảnh của hắn kết cấu phương pháp cực có phương pháp, tùy tiện mấy trương, đều hơn xa Tô Kiều tác phẩm. Tô Kiều bị kinh sợ trụ, chọn cửu trương đồ, phát ra cái bằng hữu vòng. Cận đối bản thân có thể thấy được. Di động vi nóng. Nàng lặng lẽ cấp bản thân điểm một cái tán lại để lại một cái bình luận. Của ta thiên, người bạn trai chụp ảnh thật là đẹp mắt. Ngây thơ. Tô Kiều ở trong lòng như vậy phê bình xét chính mình. Khả nàng vẫn cứ ôm ấp không thể nắm lấy thỏa mãn cảm. Tô Kiều chẳng phải vì chơi trò chơi nắm cảnh mà ra môn. Điểm này, ở gặp được thẩm mạng cùng Hạ An Bách sau, liền trở nên rất rõ ràng như ít. Mỗi một nhà khách sạn tư nhân trong ghế lô, bọn họ bốn người tụ gặp mặt. Tô Kiều trước tiên thuyết minh ngọn nguồn, thẩm mạng cùng Hạ An Bách đổ không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là lục minh viễn làm không rõ Tô Kiều ý tứ. Tô Kiều liền đầu thành nói. Ngươi đối ta lo lắng, ta liền suy nghĩ, có việc cùng nhau thương lượng cũng tốt. Nàng nâng bản thân má giúp, cắn ống hút, uống một ngụm chanh whisky, nơi nào có tâm tư thâm trầm, bày mưu nghĩ kế bộ dáng, nhiều nhất chỉ là cái tuổi trẻ xinh đẹp, lại thích uống rượu tiểu cô nương nhưng nàng cũng quán hội tính kế người khác. Hạ An Bách y theo Tô Kiều dặn, cái thứ nhất nói tiếp nói. Đúng vậy, chúng ta vừa mới tới nơi này. Nghe Tô Kiều nói, các ngươi nhân thủ không đủ, chúng ta không phải đến hỗ trợ sao? Ở Lục Minh Viễn trước mặt, Hạ An Bách đối Tô Kiều thẳng hô kỳ danh, này kỳ thực không phải là của hắn thói quen. Hạ An Bách cha mẹ đều làm thuê cho phụ thân của Tô Kiều. Hạ An Bách theo tốt nghiệp đại học sau, ngựa quen đường cũ vào công ty. Bởi vì nghiệp vụ xuất chúng, làm người khéo đưa đẩy, nhận đến lão bản trọng dụng, vì thế hắn thấy Tô Kiều, liền thích gọi nàng đại tiểu thư, xem như chế nhạo thông thường. Tô Kiều lại nói, ở lục minh viễn trước mặt, chế nhạo cũng muốn thu liễm. Hạ An bách quả nhiên thuận theo. Hắn thu liễm cực kỳ, nói tiếp. Đêm qua, ta lại tiếp đến lão bản điện thoại. Ba ta còn tại thúc giục ta về nước sao? Tô Kiều hỏi lại. Khi thật không có, Hạ An Bách chi tiết trả lời, hắn chính là hy vọng ngươi có thể bình an về nhà. Tô Kiều sóng mắt vừa chuyển, ngắm hướng về phía thẩm mạng. Vấn đề không giải quyết, ta thế nào về nhà đâu? Còn có mấy cái điểm đáng ngờ, dây dưa ta thật lâu, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, thẩm mạng, ngươi giúp ta điều ra hồ sơ, cẩn thận ra nhất ra. Thẩm mạng liên thanh ứng hảo. Vì thuận tiện quản lý thẩm mạng tiễn tóc ngắn nàng trước trán tóc mái nhỏ vụn càng là làm nàng cúi đầu khi buộc chặt lông mày cũng bị che lại nàng nghe thấy tô kiều một chữ một chút nói giúp ta chuẩn bị tháng một hồ sơ ông nội của ta qua đời mấy ngày kia công ty bên trong giảng đến nơi đây tô kiều bưng lên ly thủy tinh nhàn đến ngoạn nháo thông thường đánh lên lục minh viễn chén khẩu phanh một tiếng lạnh lẽo rượu vi bắn tung tóe thẩm mạng ngón tay vi cương vẫn cứ cùng thường ngày công ty bên trong cái gì ngài lặp lại lần nữa ta vừa mới không nghe rõ tô kiều lại một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh công ty bên trong có người hay không viên điều động tài vụ tranh cãi đúng rồi còn có hoành thăng tập đoàn hội đồng quản trị không biết bọn họ tháng một đều đang vội chút gì đó có biết hay không tiếp qua vài ngày chủ tịch liền muốn bị đâm chết của nàng tìm từ không khỏi kinh suất. Nói xong, Tô Kiều còn cùng thẩm mạng đối diện. Tự hồ trăm phần trăm tín nhiệm thẩm mạng, đem nhất kiện cực kỳ chuyện trọng yếu ủy thác cho nàng. Thẩm mạng nhân tiện nói. Tốt, tiếp qua hai ngày, ta đem báo cáo giao cho ngài. Tô Kiều cười hồi phục. Cám ơn, ngươi thực là chúng ta công ty tốt nhất trợ lý. Nàng nâng lên thủ, vỗ hạ an bách bả vai, còn nói giúp ta nói cho phụ thân, ta rất nhanh sẽ có thể về nước. Trận này tụ hội từ đầu tới đuôi, Lục Minh Viễn cũng chưa nói nói mấy câu. Hắn bàn quan Tô Kiều hành động, có khi minh bạch, có khi không rõ. Nhưng hắn vẫn như củ hướng hảo phương diện tưởng, Tô Kiều đem hắn giới thiệu cho của nàng trợ lý, cũng chẳng kiên dè mấy người gặp mặt, bọn họ quan hệ trong sáng hóa, tựa hồ càng có vài phần tiền cảnh. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 27 27 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tới gần chạng vạn, lạc nhật tây trầm. Ánh nắng chiều đỏ như lửa thiêu, đốt sáng lên buồn cùng cột buồn. Xinh đẹp tân nương cùng trượng phu của nàng đứng ở một tòa hình vòng cầu đá thượng. Của nàng áo cưới trắng nõn không rảnh, trong tay còn có hoa cô dâu, bàn qua người qua đường nhóm đuổi kịp một hồi hôn lễ. Hôn lễ tiệc tối sắp bắt đầu. Nhà ăn ở tịch giang bố trí hoa hồng, vàng nhạc đạm phấn trác thành nhất thúc, tẩn hiển mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Chu Dương đặt chân lên bờ, quay đầu quay lại, nổi lên một tia hưng trí. Nếu không, chúng ta muộn một chút trở về. Nhìn xem Tân Lan cùng Tân Nương Phớt đang sờ, dính chút không khí vui mừng. Được, trước về nhà đi, Lục Trầm cùng hắn cười nói, chờ ngươi nữ nhi thiến bình xuất giá, chúng ta lại ngồi xuống, dính dính người trẻ tuổi không khí vui mừng. Chu Dương giúp đỡ một chút mũ, buồn bã nhược thất. Ta lúc trước có cái ý niệm, con trai của ngươi, nữ nhi của ta, bọn họ đồng thiên tổ chức hôn lễ, chúng ta thấy cũng cao hứng. Hai ngày trước, nữ nhi của ta nghe nói, nàng có thể ở trong này nhìn thấy minh viễn, nàng rất tò mò đãi. Đề cập nữ nhi, Chu Dương một sắc thư hoãn xuống dưới. Lục trầm lại trêu đùa. Con ta cũng không phải là một người đến, hắn còn mang theo tô cảnh sơn cháu gái. Tô Kiều ở La Mã Khi, ngươi nói muốn giết nàng, dỗ hậu hoạn, ta xem kia hậu hoạn không bạc thành, ngược lại càng dài càng nhiều. Lão Lục, thời gian nhanh điểm, không tìm được thích hợp nhân tuyển, Chu Dương nhưng lại đi theo oán giận, không tính toán giấu giếm Lục Trầm, bọn họ đề mấy ngày trước đến hạ nhà trọ, ta mới nghĩ đến đi tìm nhân. Ngươi nói xem, Tô Kiều một người tuổi còn trẻ nữ hài tử, nơi nào đánh thắng được dôn. Kết quả khéo, Lục Minh Viễn cũng ở đàn kia. Hắn hai tay phụ sau, dọc theo một cái đá phiến lộ, về phía trước tiến lên. Tô Kiều nhà bọn họ nhân có thể xuống tay với Tô Cảnh Sơn, liền sẽ không đem chúng ta lưỡng để vào mắt. Nói đi nói lại, Tô Kiều ba nàng, chó cùng rất dậu, cũng là bị buộc không có biện pháp, vì sao muốn bày ra tai nạn xe cộ. Này cái nguyên do, không ai so hai ta càng rõ ràng ta cũng không nghĩ tới tô cảnh sơn hố con trai của tự mình lục trầm cười mà không đáp hắn dừng bước hướng lên trên ngẩng đầu thưởng thức cũ kỹ kiến trúc hai vị thường phục bảo tiêu cùng sau lưng hắn này bảo tiêu lưng hùng vai gấu cơ bắp chắc nịch như luận tuổi cùng lục minh viễn không sai biệt lắm đại lục trầm cùng bảo tiêu thì thầm làm một cái thủ thế vài bước ở ngoài chu dương quay đầu còn nói bọn họ tô gia nhân cơ bản đều ở quốc nội thiên cao hoàng đế xa khó làm lục trầm cảm thấy hiểu rõ hắn không muốn về nước vừa tới là vì hắn có thể nắm trong tay sinh ý đều ở nước ngoài quốc nội kia một phần hắn tranh không xong cũng tranh không thắng thứ hai là vì tô cảnh sơn hỏa nhãn kim tinh nhìn rõ mọi việc gian xảo cả đời lâm kết quả là còn có thể bị người hại chết. Huống chi là hắn Lục Trầm đâu. Của hắn Hoài Nghi danh sách thượng, cũng không chỉ có phụ thân của Tô Kiều. Bất quá trước mắt, hắn còn có môn hộ muốn thanh lý. Hắn bỗng dưng cười nhẹ, cùng Chu Dương nói, "Tô Cảnh Sơn dưỡng tam con trai, không có một là kẻ dễ bắt nạt. Bất quá đâu, ta là năm mươi bước cười 100 bước, ta bản thân dưỡng con trai, cũng không coi ta là hồi sự." Lục Minh Viễn Tổng khuyên ta buông tay, buông tha cho hiện tại sinh ý, sớm vài năm, ta lần đầu tiên đề, hắn còn tưởng ở Anh Quốc viết thư, cử báo chúng ta công ty, được không được ngoạn. Lục Trầm nói xong, than một tiếng. Tự chủ trương bạch nhãn lan. Hắn nhìn không chớp mắt, nói như vậy. Tiểu hài tử thôi, tổng yếu phóng ở bên người dưỡng, nếu không sẽ bị trường học lão sư giáo hư, Chu Dương Vương ra ngón tay, hư điểm một chút, nói đến dục nhi kinh, trên đời này chuyện, không phải là phi hắc tức bạch. Bọn họ không hiểu. Con đường phía trước cùng khi đến bất đồng, xóa vào một cái ngõ nhỏ. Chu Dương vừa đi, một bên hỏi. Lão Lục, Minh Viễn hiện tại là nghĩ như thế nào? Lục Trầm tự dễ cười. Hắn A, à, hắn tưởng về nước. Hai đổ tường cao vây ra một cái hẹp nói, cận dung một người một mình thông qua. Ở Trung Quốc phong thủy trong trường học này được xưng là lạch trời sát, vận thế không lành, vận số đại hung. Cây đèn từng bước, tà dương ảm đạm. Trên đường phi thạch cút xa, khởi phong. Đêm nay, Lục Trầm cùng Chu Dương cũng chưa trở về. Lục Trầm cấp con trai đánh cái điện thoại, nói là có việc, muốn đi La Mã, cách mấy ngày lại đến Vi Hắn còn dặn nói, thư ký hội hỗ trợ chiếu kháng phòng ở, nhưng Lục Minh Viễn cái gì đều mặc kệ, tùy tiện du lịch, coi như là giải sầu. Nhưng mà thư ký chỉ ghé qua một lần. Hắn tiếp đi rồi mọi cách không tình nguyện Chu Thiến Bình. Này gian ẩn nấp trong phòng, liền chỉ còn lại có Tô Kiều cùng Lục Minh Viễn. Thừa dịp Lục Minh Viễn không chú ý, Tô Kiều đi qua Lục Trầm Thư phòng. Nàng khiêu mở cửa khóa, đội một đôi tay bộ, đem toàn bộ phòng sốc một lần, cái gì đều không tìm được. Tô Kiều liền nói. Chúng ta chuyển ra ở riêng đi, nơi này rất buồn. Lục Minh Viễn nghe theo của nàng ý kiến, mang theo rương hành lý, vào ở một khách gia nhà trọ. Lúc đó đã tới 7 tháng, du khách tăng vọt, thời tiết vũ phát ấm áp. Thẩm mạng cho Tô Kiều một phần báo cáo, thật dày một xấp, đủ thấy của nàng cẩn thận cùng dụng tâm. Tô Kiều đúng là nhìn trúng thẩm mạng điểm này, không từng bạc đãi cho nàng, mở ra túi văn kiện khi, Tô Kiều tâm tình cũng thật phức tạp. 7 tháng rồi, nàng ở trong lòng tưởng, sắp không còn kịp rồi. Sắc trời hướng trễ, ngoài cửa sổ hải ba phiên lãng, mành sa bị gió cuốn khởi, lại bị lục minh viễn kéo lên. Hắn vừa tắm qua, khăn lông quải ở bả vai. Một ngày này sắp kết thúc, hắc ám trầm tích ở trong tầm mắt, chỉ có nước biển phát thềm đá thanh âm, tạo phá này một cái chớp mắt yên tĩnh. Không cần bật đèn, Tô Kiều bỗng nhiên nói, ta nghĩ nằm vài phút nàng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi, nằm ở trên giường, nhìn phía hoa văn phiền phức màn trướng, giống như tường vi trong bụi hoa ngủ mỹ nhân, tản ra tóc dài phủ kín gối mềm. Lục Minh Viễn nói, ngươi này hai ngày có phải là quá mệt? Này nhất gói to văn kiện, ngươi ngày mai lại nhìn đi. Hắn giúp nàng thu thập phân tán mép giường trang giấy, trong lúc vô tình nhìn đến vài hàng tự, năm nay ngày 16 tháng 1, Hội đồng Quản trị quyết nghị, lại đem thu mua hoành lợi kế hoạch đề thượng nhật trình. Cái gọi là hoành lợi công ty, đúng là Tô Kiều ba ba xí nghiệp. Lục Minh Viễn chưa nghĩ lại, Tô Kiều liền vương ngón út, ôm lấy ngón tay hắn đầu. Trên tủ đầu giường, thả một lọ quán trang đồ uống, mạo hiểm nhẹ nhẹ khí lạnh, còn không có bị mở ra. Tô Kiều đứng dậy ngồi quỳ, nương bên trong ám quan, búng lon vòng sắt. Nàng nắm bắt này hoàng, bộ đến Lục Minh Viễn trên ngón áp út, cầu hôn thông thường cùng hắn vui đùa ầm ĩ nói ngươi mỗi ngày đều quan tâm ta như vậy giống như thay đổi một người ta đây đưa ngươi một cái nhẫn lục minh viễn sớm thăm dò của nàng tính cách hắn biết nàng ở đùa giỡn phối hợp nói điều này cũng tính nhẫn ta lại đi mua quán bia cùng ngươi thấu cái đối giới chúng ta bình thường mua bán thương phẩm sẽ ở trong quảng cáo thêm chuyện xưa tô kiều đem vòng sắt hái xuống Cắt lại đến trên tủ đầu giường, tỉ như cái gì, 50 năm truyền thừa khói dầu cơ, trường thọ thôn bí mật sữa chua. Tô Kiều nâng lên lục minh viễn thủ. Cái kia nhẫn liền đại biểu, vô luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, giàu có hoặc bần cùng, vui vẻ hoặc ưu sầu. Nàng ở ngâm Nga kết hôn lời thề. Cuối cùng một câu, ta thủy chung yêu ngươi như lúc ban đầu còn chưa nói hoàng, lục minh viễn phản chụp cổ tay nàng, đem nàng hướng trên giường nhấn một cái, nhưng hắn không đắn đo lực đạo, gối đầu cùng nệm đều là rung lên. Tới gần bờ biển, triều tịch trướng lạc, bóng đêm xem xét tiến vào. Không người đốt đèn, mơ màng chiếm cứ thượng phong. Lục minh viễn buông dường duy, chậm rãi vòng nhanh tô kiều. Hắn ôm của nàng thắt lưng, bình yên sườn nằm, tiếng nói có chút tâm. Ngươi lời nói mới rồi, ta tưởng thật. Đừng nói cho ta, ngươi là đùa. Tô Kiều Tân, một tiếng nàng giống như truyền thụ dây mây dựa vào trong lòng hắn lục minh viễn cúi đầu hôn khóe ngôi nàng trên người hắn hơi thở ấm áp đủ để hòa tan một khối băng cứng mà tô kiều nhất quán lòng tham nàng lặng lẽ cởi bỏ của hắn nút thắt miêu tả của hắn cổ xương quai xanh bả vai như ở trong mộng mới tỉnh được đền bù mong muốn lục minh viễn lại ngừng lại để của nàng bên tai nói đừng nữa tiếp tục hắn tuy rằng nói như vậy, còn hạ lưu hàm trụ của nàng nhĩ tim, mặc cho sốt sợi tóc xẹt qua mặt hắn, hắn nhỏ nhất thanh mơ hồ không rõ nói. Cứng rắn, chỉ chốc lát nữa tài năng nhuyễn. Tô Kiều mở ra đầu giường đăng. Dưới đèn, nàng tóc dài tán loạn, quần áo không chỉnh, cổ áo theo bả vai trơn tuột, làn da trắng nõn sắp phản quang. Làm nàng nghiêng người mà ngồi, mạng diệu thẳng thắn lưng, liền cùng lục minh viễn gần trong gan tất ta nhớ được. Tô Kiều ở trong tủ đầu giường tìm kiếm, ta ngày hôm qua ở siêu thị mua bao cao su. Lục Minh Viễn hô hấp trầm xuống. Hắn nghe được Tô Kiều tiếp tục nói. Ta tra xét một chút, luôn là nghẹn, đối với ngươi thân thể không tốt. Ngươi thượng quá tính giáo dục khóa đi, ngươi kia môn khóa thành tích thế nào, ta không có thực chiến trải qua, phải dựa vào ngươi. Tô Kiều rất nhanh tìm được nhất hộp đu rét nàng quen dùng ra vẻ thoải mái đến che giấu khẩn trương. Lục Minh Viễn cũng không biết điểm này. Hắn theo tô kiều sau lưng hoàng trụ nàng, ngón tay xâm nhập của nàng vạt áo, đứng ở đẩy đà bộ ngực trúc khởi vây thành, bỗng nhiên đứng vững, lại bình trầm. Hắn phải làm là ở hôn của nàng, của nàng sau gáy bị ôn nhuyễn ẩm nhu, đến sau này, lại nghe thấy quần khóa kéo cởi bỏ thanh âm. Ánh đèn do ở, lục minh viễn nhẹ nhàng mà dỗ nàng đem chân mở ra, tiểu kiều. Từ bọn họ nhận thức tới nay, hắn thật sự rất ít ôn nhu như thế. Tô kiều liền bị ma quỷ ám ảnh. Tiến vào kia một cái chớp mắt rất đau, nàng lại hối hận đứng lên, quán trách nói. Ngươi! Quá lớn, chống đỡ đau. Quán giận bị nuốt hết ở hôn sâu bên trong, giường duy rung động rung động rung động. Hắn thẳng lưng bắt đầu trừ đưa, lực đạo rất nặng, luôn là thối lui đến đỉnh chóp, lại tiếng trăng chìm vào, hắn lần nữa chụp nhanh của nàng thắt lưng, không quên trấn an nói. Nhiều làm vài lần, ngươi thành thói quen, tiểu kiều. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 28 28 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kiển kỳ tức cổ khi, tô kiều dĩ nhiên mệt cực. Nàng mới đầu ghé vào trên giường. Sau này lục minh viễn tắt đèn, Tô Kiều hãm sâu mềm mại gối đầu, dùng khóe mắt dư quan đánh giá hắn. Bọn họ vừa mới đã xong một hồi cực thân mật tình sự, không biết vì sao, ý thức như trước hỗn độn. Tô Kiều hoảng sau một lúc lâu, nắm giữ cánh tay hắn, nhắc nhở nói. Ngươi có nghĩ tới hay không, từ nay về sau, ngươi liền là người của ta. Lục Minh viễn ngẩn ra, im lặng một lát, đem nàng lãm nhập trong lòng bản thân. Ngược lại cũng thế, lục minh viễn giáo huấn nói, ngươi cũng là của ta. Hắn ấn nàng quang lõa lưng, mở ra năm ngón tay, thông thả vuốt phẳng, giống đối đãi trân quý tác phẩm nghệ thuật. Như hắn mong muốn như vậy, thích ý cùng mềm yếu sủng nước tô kiều mỗi một căn thần kinh, cảm xúc phập phồng đến cực hạn, liền biến thành nóng cháy gông xiền, đem nàng bắt nhốt. Khiến nàng không lại nói nữa, dáng của hắn ngực hô hấp. Lục Minh Viễn tiếp tục nói. Tối hôm nay, ta liền như vậy ôm ngươi ngủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Của hắn tiếng nói cùng ngày xưa bất đồng. Càng càng càng, cũng càng tản mạn, lúc hắn như thế mở miệng, Tô Kiều vô pháp cự tuyệt, huống chi nàng cũng lòng tham không đáy. Tô Kiều cuộn tròn ở của hắn trong dạ, chi tiết trả lời. Thật tốt, ta lại hứa cái nguyện. Ta hy vọng tương lai mỗi một ngày, đều cùng tối hôm nay giống nhau. Lục Minh Viễn nghĩ rằng, của nàng nguyện vọng, không khỏi rất dễ dàng thực hiện. Ngày kế tỉnh lại gần 8 giờ. Châu Âu nhập hạ về sau, ba ngày thật dài, nắng sớm đại lượng. Người phục vụ đem bữa sáng đưa vào phòng. Đơn giản là một ít xứng món ăn, đồ uống, sừng dê bao cùng ba công cuốn, Lục Minh Viễn nguyên vốn không có hưng trí, nhưng là Tô Kiều nắm đao, mở ra bơ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi nhiều bổ sung điểm albumin, tối hôm qua sói mòn không ít a. À nàng chán ghét xứng trong đồ ăn bông cải xanh cùng cà rốt, toàn bộ dùng nỉa nhặt xuất ra đôi đến một bên. Lục Minh Viễn có chút buồn cười hồi phục nói. Ngươi cũng đừng kiên ăn. Thắt lưng còn toan sao? Tô Kiều buông dao nỉa, nhìn về phía người khởi sướng. Toan, đều nhanh thẳng không đứng dậy. Nàng nhìn chầm chầm Lục Minh Viễn kia khuôn mặt, niệm cập hắn trong ngày thường lạnh lùng cùng không ai bị nổi. Vậy mà toát ra một cái lớn mật ý tưởng ta không ăn điểm tâm, trừ phi ngươi uy ta. Nàng tự biết cố tình gây sự, vẫn cứ lòng mang chờ mong. Trèm cửa sổ bị cuốn lấy một nửa, ánh mặt trời lướt qua xanh thẳm sắc biển lớn, phô chiếu vào sạch sẽ trên mặt bàn, bộ đồ ăn đều phím sáng bóng. Lục Minh Viễn nắm giữ dao ăn, xoa khởi một khối cà rốt, duỗi đến Tô Kiều bên môi. Đến, há mồm. Tô Kiều cự tuyệt phối hợp. Lục Minh Viễn nhân tiện nói, ngươi liền như vậy chán ghét cà rốt sao? Bọn họ không thêm gia vị, chỉ là nấu chín mà thôi. Ngươi cách quá xa, tọa đi lại điểm, cũng thuận tiện ngươi tuyển món ăn. Hắn theo như lời tọa đi lại, kỳ thực là ngồi ở trên đùi hắn. Tô Kiều ở trong công ty trà trộn nhiều năm, nghe nói tin đồn, góp nhặt các loại bát quái, cũng từng gặp qua tuổi trẻ mỹ mạo thư ký tiểu thư ngồi ở lão bản trên đùi, tựa như nàng như bây giờ. Lục Minh Viễn một tay ôm của nàng thắt lưng, tay kia thì dùng để nắm nĩa. Hắn cúi đầu hôn môi tóc của nàng, nếu hắn hít sâu, có thể nghe đến trên người nàng hương vị, không khỏi đem nàng ôm càng nhanh. Thân mật không cần nói cũng biết, Tô Kiều cảm thấy mỹ mãn. Lục Minh Viễn xứng chức quy nàng một chút bữa sáng. Ngân câu quải trụ mành xa theo gió phiêu khởi, cách nhất phiến trong suốt cửa sổ kính, nước biển kích động vân ảnh, ở gần phù quan dược kim, hỗn tạp di động chấn động thanh âm. Lục Minh Viễn di động bị gác lại ở trên cửa sổ, hắn lại bỏ lỡ một cái điện thoại. Gọi điện thoại nhân, đúng là cách xa ở Bắc Kinh Cố Ninh Thành. Hắn tiêu phí một phen tâm tư, làm tới Lục Minh Viễn dãy số. Đáng tiếc không người tiếp nghe. Lục Minh Viễn có lẽ thấy được, nhưng hắn cũng không có hồi bác. Cố Ninh Thành chờ đến buổi tối, như cũ không thu hoạch được gì. Hắn cũng không biết là ngoài ý muốn tạm đem chuyện này phóng tới một bên, mang theo vài cái bằng hữu, đi tô gia hào trạch phó ước. Bảy tháng hè nóng bức khó tiêu, liệt dương cực nóng, dịp Xu cùng năm rồi giống nhau, thích khai vịnh trang phái đối. Địa điểm liền lựa chọn tô gia bể bơi một bên, vào đêm về sau, đèn đút sáng trưng, nhạc khúc du dương, khắp nơi chương hiển ngợp trong vàng son. Dịp Xu giao tế vòng rất rộng. Nàng luôn luôn ngoạn khai, thường nói nhiều người náo nhiệt, trong bể bơi trừ bỏ cùng nàng có cùng xuất hiện bằng hữu còn có một chút cực kỳ xa xa lạ gương mặt cố ninh thành có thể nhận nhưng hắn vừa về nước không lâu cậu em vợ không thể nhận cậu em vợ tên là diệp thiệu hoa là diệp xu thân sinh đệ đệ diệp thiệu hoa chỉ so tô kiều đại nhất tuổi cũng là tô gia này một thế hệ lý tối cà lơ phất phơ tôn bối hắn năm đó thật sự vô tâm đọc sách càng vô tâm kinh thương cha mẹ lấy hắn không có biện pháp tắt nhất bút tiền, đưa đến nước ngoài không lý tưởng. Hiện nay, hắn rốt cục nhặt lên vài phần tâm huyết, ba lô về nước, kế hoạch đi trong công ty ma luyện. Hắn mặc một cái tứ phương quần bơi, bưng con tai, cùng sau lưng cố ninh thành, lại nhảy nói. Tỷ phu, đây là thế nào làm? Chỗ nào đến nhiều như vậy nộn khuôn, tiểu minh tinh, ngâm mình ở nhà chúng ta bể bơi lý A. Cố ninh thành đồng dạng chỉ mặc nhất kiện quần bơi cơ bắp kiên cố hình dáng rõ ràng hai chân thon dài mà hữu lực đến chỗ nào hấp dẫn vô số áo tắm hai mảnh mỹ nhân ánh mắt mà hắn quay đầu xem dịp thiệu hoa cười nói thiệu hoa ta cùng ngươi quan hệ không thay đổi ngươi vẫn là vẫn như trước kia bảo ta đi dịp thiệu hoa thành phủ còn thấp vẫn chưa nghĩ lại nhân tiện nói được rồi thành ca hắn không chút nào ý thức được cố ninh thành chán ghét, tỷ phu này xưng hô. Quần áo thanh lương bồi bàn đỡ đẩy xe chung quanh đi lại, hình cung mái che nắng bên trong, có người ở đạn tấu tam giác đàn dương cầm. Bể bơi bên trong bọc nước vẫy ra cùng bể bơi ngoại bộ tiếng nói tiếng cười dung hợp, cố ninh thành thật sự ngại ầm ỉ, tìm một yên lặng chỗ, thông thả vào chỗ. Bầu trời đêm đen tối, ánh đèn cường thịnh. Cố ninh thành tấm tựa ghế dựa, hướng về phía trước nhìn ra xa, biệt thự lầu 2, Tô triển một thân chính trang, hai tay sủy nhập khẩu túi, lẳng lặng đứng ở ban công. Hắn cùng lầu một cuồng hoang không hề quan hệ. Hắn không có khả năng dung nhập tập thể, như là trời sinh kẻ độc tài. Diệp thiệu hoa cũng thấy được tô triển. Hắn vẫy tay, hô một tiếng. Đại ca. Tô triển ghé mắt, đuôi lông mày hơi nhíu. Nhân hắn cùng với cố ninh thành tầm mắt giao hội. Cố ninh thành sai mở tô triển nhìn chăm chú, Hướng tới Diệp Thiệu Hoa mở miệng nói, "Diệp Xu gần vài năm thích làm phái đúng, nhất là mùa hè, một chu ít nhất một hồi, ngươi đều không có cơ hội tham gia." Hắn sau đó cả cười, "Ngươi đại ca Tô Triển không phải người bình thường. Hắn có cơ hội tham gia, nhưng hắn theo không hiện thân. Ta ca không quá hợp quần, từ nhỏ liền như vậy." Diệp Thiệu Hoa cắn một ngụm cách thức tiêu chuẩn điểm tâm, không đầu không đuôi nói, "Gia gia coi hắn là người thừa kế bồi dưỡng." cũng không giống ta, đã sớm bị buông tha cho. Nhưng là, thành ca, ta với ngươi giảng, ta cùng ta tỷ hai người, đều đi theo mẹ ta họ, gia gia giống như cũng rất để ý. Cố ninh thành nhưng cười không nói. Hắn nói sang chuyện khác nói. Ngươi đi nhìn ngươi gia gia sao? Thiệu hoa, tuy rằng mỗi ngày đều có nhân tảo mộ. Vô nghĩa, đương nhiên đi, dịp thiệu hoa hai tay đắp tất, tự dễu cười nói, nghĩ đến năm trước đi, gia gia đi ngang qua nước mỹ thuận đường tới gặp ta liền là của chúng ta cuối cùng một mặt trong lòng ta khó chịu của hắn khó chịu vô pháp truyền đạt cấp bất luận kẻ nào nơi này phần lớn bằng hữu đều là rõ đầu rõ đuôi hưởng lạc phái diệp thiệu hoa nhìn quét một vòng hỏi tô kiều đâu nàng chạy đi đâu nàng không ở quốc nội cố ninh thành thốt ra bất quá cũng mau trở lại hắn uống một ngụm rượu lại nhìn phía ban công Tô Triển đã rời đi. Mái che nắng trung tà lộ vẽ đèn tường, tả hữu tải trọng cây chanh, cây cối trung lập một tòa pho tượng, đó là một vị gánh vác đồng bình thiếu nữ, trần trụi thân thể, tư thái nhu lệ, bắt chước an cách ngươi danh họa, tuyền. Dòng nước theo của nàng đồng bình trung phun xuất ra, sướng tả nhất, ở đăng sắc sặc sở cảnh đêm hạ, bọc nước giống như kim tuyến lóe sáng. Diệp thiệu hoa đứng dậy, lấy tay cút nhất phủng thủy, hắt ở trên mặt tỉnh thần, một bên lại hỏi. Tô Kiều cũng xuất ngoại. Nàng đi ra ngoài không mệt sao, suốt ngày bận rộn cùng cái trục luân dường như. Của hắn tỷ tỷ Diệp Xu nổi tại một khối một mình mở ra tư nhân trong bể bơi, cùng vài vị khuê mật nói nói cười cười. Diệp Thiệu Hoa nhìn đến tỷ tỷ, ngẫm lại đường muội Tô Kiều, nhìn không được bình luận. Tô Kiều sẽ không có thể giống ta tỷ tỷ như vậy, đem quyền lực giao cho đại ca, lại chọn cái nam nhân gả cho, an an ổn ổn qua ngày sau. Cố Ninh Thành nói, mỗi người đều là bất đồng, nàng có của nàng bất đắc dĩ, cũng có của nàng lựa chọn. Hắn cười hòa giải, tự như ngươi, thiệu hoa, ngươi cũng không đã trở lại sao. Nhoán lên một cái đều đã nhiều năm. Cố Ninh Thành chuyên chú cùng dịp thiệu hoa tán gẫu, không biết khi nào, dịp su mang theo nàng bằng hữu đã đi tới. Phái đối hiện trường như trước huyên náo, uống hơn ngoạn điên rồi hoa hoa công tử lẻn vào đáy nước đưa tay vói vào bạn gái vịnh trang lý những người đứng xem vân đạm phong khinh thấy nhưng không thể trách ngược lại là xem quen rồi loại này cảnh tượng diệp xu hơi nhất nghỉ chân vô ý thức cắn một chút môi nàng cùng cố ninh thành nói ngươi đừng lão đãi ở chỗ này xuất ra đi dạo khác tình lữ nhiều hội ngoạn a của ngươi người quen đều ở trong bể bơi diệp xu mặt màu đen vịnh trang dáng người linh lung có trí cũng không kém hơn nộn khuôn. Cố Ninh Thành nhìn như không thấy, ngồi bất động, chỉ là cười nói. Ta chính tuổi năm ấy nịch quá một lần thủy, để lại tâm lý bóng ma. Muốn không phải là bởi vì ngươi mời ta, ta căn bản sẽ không đến, tựa như ngươi đại ca tô triển. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 29 29 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com diệp xu cũng không biết cố ninh thành nịch thủy chuyện hoặc là nói cố ninh thành rất nhiều việc diệp xu đều không rõ ràng bọn họ đã đính hôn sắp trở thành một đôi vợ chồng nhưng mà tổng có một đạo hư vô mờ mịt bình chướng che ở diệp xu cùng cố ninh thành trong lúc đó nhưng diệp xu không có biện pháp thân cận hắn tỷ như hiện tại cố ninh thành ngồi ngay ngắn cho ghế băng cùng diệp xu kéo ra khoảng cách xung xuê bóng cây cuối rừng ở của hắn trên người, minh Diệp quan ảnh lưu chuyển ở trong mắt hắn, mà hắn như gần như xa, ngay cả ánh mắt cũng chưa ban cho cho nàng. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều mặc áo tắm, không có quần áo che, đủ có thể lấy da thịt thân cận, cảm thụ song phương nhiệt tình. Nhưng là cố ninh thành không ôm không hỏa, Diệp Xu có năng lực làm sao bây giờ đâu. Nàng ngồi sổng xuống, đáp ghế dựa tay vịn, phong tình vạn chủng hiến hôn, hôn cố ninh thành môi mỏng. Diệp Thiệu Hoa nhìn thấy tình cảnh này, hai tay ô mắt, thổi cái khẩu tiếu. Ô ô ô, tỷ tỷ cùng tỷ phu cảm tình thật tốt. Những lời này, Diệp Xu nghe xong trong lòng thoải mái. Nàng thản nhiên cười. Ngươi tỷ phu nói, hắn không nghĩ đến này vịnh trang phái đối. Ít nhiều ta mời hắn. Diệp Xu an vị ở trên tay vịnh, hai chân khép lại, hơi hơi gấp khúc. Nàng hiểu được như thế nào triển lãm bản thân ngạo nhân đường công của nàng vịnh trang bờ ra dính thủy, dọc nước mưa như nhau trong suốt trân châu, phụ thuộc vào thân thể của nàng, nàng dùng đầu ngón tay trà lau chúng nó, dựa vào nữ nhân giác quan thứ sáu, Diệp Xu cảm thấy, ở đây phần lớn nam nhân đều ở đối nàng đi chú một lễ, bao gồm một vị theo đuổi quá của nàng thanh niên tài tuấn. Người nọ tên là Quang Tĩnh, là Diệp Xu đại học đồng học. Diệp Xu tâm tình tốt thời điểm, hội gọi hắn tỉnh ca ca, hắn nhất quán phong lưu thành tánh, cấp can liền đi là nổi danh hoa hoa công tử thường dùng huân đoạn tử đùa giỡn nàng mà trước mắt diệp xu suy nghĩ cái chủ ý nàng kéo diệp thiệu hoa bưng chén rượu đi tìm quan tỉnh đi đến một nửa còn quay đầu hướng tới cố ninh thành nở nụ cười cố ninh thành chờ thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất mới tìm người phục vụ muốn một khối khăn ướt hắn lấy kia khối khăn ướt lau miệng sau đó đem khăn ướt ném vào thùng rác diệp xu đương nhiên nhìn không tới nàng còn tại cùng quan tỉnh ôn chuyện mím môi cười a à, hai ta bao lâu không gặp hai tháng linh mười ba thiên nhớ ta muốn chết quan tỉnh tùy tiện bậy bạ một cái thời gian bởi vì hắn biết diệp xu khẳng định cũng không nhớ rõ hắn xuất ra trong ngày thường tán gái bản sự khen tặng nói ngươi cùng cố ninh thành đính hôn thôi thế nào cái ý tứ ta ghen tị tử kia tiểu tử Ghen tị hắn làm gì nha, Diệp Xu ngửa đầu, thổ khí như lan, ngươi cùng Jessica hấp dẫn sao, chỗ đến kia một bước. Jessica là một vị khác tuổi trẻ cô nương, cũng là bọn hắn cộng đồng hảo hữu, quan tỉnh công khai biểu đạt quá hảo cảm. Nhưng là, ngay trước mặt Diệp Xu, quan tỉnh trường thi ứng biến. Bảo bối, ngươi theo ta đề Jessica, ta mới nhớ tới nàng. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, trong đầu chỉ có ngươi. Diệp Xu nhẹ nhàng khéo khéo mỉm cười. Quan tỉnh nâng tay, đem của nàng một luồng tóc đừng đến sau tai. Thấy nàng không bài xích, quan tỉnh ngón tay vừa trợt, nhéo hạ của nàng trái tai. Diệp Xu thông thả nghiêng đầu, ở trong đám người tìm kiếm cố ninh thành, của hắn xác thực theo góc xó xuất ra, tiến vào ngày thường xã giao vòng, hắn căn bản không quan tâm Diệp Xu làm cái gì, càng không thèm để ý nàng cùng người khác tán tỉnh. Nàng giống như ở đạo diễn một hồi, thuộc loại một người trò khôi hài. Rốt cuộc làm sai chỗ nào? Nàng thấp thỏm nôn nóng, lỗ mãn quan tỉnh, rác nhập bể bơi. Bọc nước phanh bắn tung tóe khởi, thấm mát thân thể. Diệp su hận cắn răng, hư phiêu ở trong nước, bắt lấy Diệp thiệu hoa bả vai, hỏi. Ngươi vừa cùng ngươi tỷ phu ở cùng nhau, hàng huyên cái gì? Động. Diệp thiệu hoa buồn bực, không tán gẫu gì nha. Hắn trí nhớ không tốt, bệnh hay quên thật lớn tư tiền tưởng hậu lấy lại tinh thần nói nói da da còn có tô kiều thôi nàng không thấy ta thượng chỗ nào biết đi sẽ theo khẩu hỏi mặc kệ nói như thế nào nàng là tô gia nhân chúng ta thân muội muội nói xong diệp thiệu hoa lại hỏi tỷ ngươi làm chi cùng quan tỉnh tiến lại gần liền hắn như vậy còn sợ ngươi lỗ tai cái gì ngoạn ý a à? Diệp Thiệu Hoa đều sau cố Ninh Thành quan tâm nàng, có thể là bởi vì Tô Kiều đi. Tô Kiều, hai chữ, là Diệp Xu trong lòng bạc không xong thứ. Nàng đối Tô Kiều hận ý ngập trời. Càng không muốn có như vậy một cái muội muội. Làm nàng cực đoan chán ghét một người, cố tình còn muốn cùng người nọ tương đối, nàng nhìn chầm chầm xa xa cố Ninh Thành, sau đầu vi hãn, vẫn cứ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Đệ đệ, ngươi nói, ta cùng Tô Kiều, ai hơn Mỹ? Diệp Thiệu Hoa đối vấn đề này cảm thấy mặt danh kỳ diệu. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, như trước thành thật nói. Tô Kiều càng xinh đẹp, nàng bộ dạng tinh xảo. Nhưng là tỷ, Tô Kiều nhiều lắm công công vòng vòng, nàng chỗ nào có thể cùng ngươi so, nàng căn bản không lực tương tác, ta có cái bằng hữu, mê nàng mê không được, nói liên tục câu cũng không dám. Bên tai nói chuyện với nhau thanh đều biến thành tạp âm. Diệp Xu giấm chua hải cuồn cuộn, ẩn hàm lệ khí. Nàng hai lời chưa nói, đứng dậy rời đi, theo nữ phó trong tay túng nhất kiện áo bào trắng, đi vào trong biệt thự. Biệt thự kia đạo thủy tinh môn, ngăn cách hai cái thế giới. Bên trong tô triển đang ở hút thuốc. Của hắn giá người giống giá áo tử, đem nhất kiện tây trang chống đỡ thon dài thỏa đáng. Danh môn thuộc nữ đối hắn xua như xua vịt, hắn chậm chạp không làm ra lựa chọn. Gia Gia qua đời phía trước, đã từng nhiều mặt tác hợp, ngóng trông có thể có cái kết quả, đáng tiếc hắn rốt cuộc đời không được. Tô triển đều không phải không gần nữ sắc. Hắn lén từng có mấy cái tình nhân, bộ dáng thanh thuần, tính cách lanh lợi, lấy tiền không gây chuyện, đều là hắn tiếp dục đối tượng. Nhưng mà gần vài năm, tô triển đối với các nàng đều cảm thấy chán ghét. Liền ngay cả Diệp Xu cũng phát hiện, tô triển càng khó có thể thân cận, nàng không dám nói thẳng, khoác đơn bạc áo choàng, nhanh túc hai hàng lông mày, trong mắt ngấn lệ chớp động. Đây là như thế nào? Tô triển nắm bắt kia điếu thuốc, lạnh giọng dạy nàng, khóc khóc nháo nháo, không phải là ngươi nên có bộ dáng. Hắn rút một ngụm yên, phun ra sương trắng, huân cho nàng thần sắc buồn bã. Tô triển phản phất hiểu rõ hết thảy. Cố ninh thành khi dễ ngươi. Không, Diệp Xu ngồi xuống, dở khóc dở cười, đại ca, hắn căn bản không khi dễ ta, ngươi hiểu không? Tô triển hiểu rõ cười, khuyên nhủ nói. Thu vừa thu lại của ngươi đại tiểu thư tỳ khí, chúng ta cùng cố gia đã đám hỏi. Này mấu chốt thượng, ra đường rẻ, đối với ngươi cùng hắn cũng không tốt. Hắn phản hỏi một câu. Cố ninh thành cùng của ngươi bạn trai trước nhóm không phải là một loại người, ngươi hiểu không? Hiện tại là 7 tháng, tô kiều mau trở lại, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Diệp su ít hầu khô ráp, tâm tình ngã xuống đến đáy cốc, không ngừng trầm xuống. Nàng không thể nói đại ca làm sai rồi, nếu là nàng làm tập đoàn người thừa kế, cũng tất nhiên muốn cân nhắc lợi hại, vô pháp nhìn chung các mặt. Nàng nằm ở sofa đoàn trên gối, quan vọng bể bơi biên cố ninh thành. Cố ninh thành tiếp đến một cái điện thoại. Dãy số mở đầu là 44, Anh Quốc Khu Hào. Hắn lập tức lấy di động, hướng không ai địa phương. Cho hắn gọi điện thoại nhân, là cách xa ở một khác phương Lục Minh Viễn. Lục Minh Viễn đứng ở nhà trọ trên ban công, tay vịn lan can, trống rỗng nhìn ra xa. Hải Âu dương cánh muốn bay, tránh động là lúc, rơi xuống trắng nõn điểu vũ, di động nhập rộng lớn mặt biển. Hắn tâm tình thả lỏng, vừa lên đến liền chỉ tên nói họ. Nhĩ hảo, cố tiên sinh. Cố Ninh Thành ôn hòa nói. Ngài hảo, ta là cố Ninh Thành, cũng là hoành thăng tập đoàn hạng mục quản lý, hành chính nhân sự bộ phó tổng giám ta trước hỏi một câu tô kiều có phải là cùng với ngài giờ này khắc này tô kiều liền sau lưng lục minh viễn trong phòng ngủ thời tiết đẹp trời nàng thay đổi một cái váy ngắn ngồi ở trên bàn cúi đầu lật xem văn kiện tuyết trắng đùi căng còn có mấy chỗ dấu tay đều là lục minh viễn tối hôm qua khác hắn không khống chế được lực đạo nghĩ rằng về sau muốn sửa lại lục minh viễn xem tô kiều lại đối đãi cố ninh thành liền có chút lạnh lùng ngươi tìm ta chuyện gì nói thẳng đi ta nghĩ mời ngài giúp một việc cố ninh thành thái độ khách khí ta liên hệ không lên lục trầm tiên sinh ta trên tay có vài thứ hắn nhất định thật cảm thấy hứng thú lục minh viễn bất cận nhân tình phân tích nói nghe ngươi vừa nói như thế vài thứ kia còn không có trọng yếu đến làm cho hắn tự mình liên hệ ngươi cố tiên sinh cố ninh thành bật cười ở không đáp thượng lục minh viễn phía trước, cố ninh thành đối hắn có rất nhiều đoán. Hắn chỉ biết là lục minh viễn ở nước ngoài lớn lên, không cha không nương, không hề căng cơ, đoán rằng lục minh viễn tiến trung khả năng không tốt lắm, tư duy toàn bộ Tây Hóa. Cũng không ngờ hắn phản ứng nhanh chóng, có chút độc miệng. Khó có thể tưởng tượng lục trầm đem hắn gửi nuôi ở cái gì trong gia đình. Cố ninh thành dày rộng nói. Ta biết ngươi không quan tâm danh lợi, của ngươi tác phẩm làm cho người ta ấn tượng khắc sâu nếu ngươi nguyện ý giúp ta chiếu cố chỉ cần ngươi mở miệng bất cứ cái gì yêu cầu ta đều sẽ tận lực thỏa mãn di động kia đầu ẩn ẩn ồn ào lục minh viễn nghe ra kia đại khái là phái chống lại âm nhạc hắn lời khách sáo nói ngươi không nói rõ trên tay có cái gì vậy liền tính ta chuyển cáo ba ta hắn cũng sẽ cho rằng không có nghe đến cố ninh thành tiếng cười thẳng thắn này ngươi yên tâm, không cần ngươi trấn, chỉ cần lục trầm biết là ta tìm hắn, hắn sẽ bán ta một cái mặt mũi. Bọn họ trò chuyện thượng chưa kết thúc, Tô Kiều buông văn kiện, chạy hướng về phía ban công. Nàng theo lục minh viễn phía sau ôm lấy hắn, chấp mũi dáng của hắn lưng, có chút ỉ lại cọ cọ, hỏi. Quy, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại, Lâm Hạo vẫn là gian tu tề. Tô Kiều không nghe thấy lục minh viễn vừa rồi nói gì đó nàng không biết bản thân đã đoán sai. Nhưng là điện thoại một đầu khác cố ninh thành, rõ ràng cảm giác đến Tô Kiều tồn tại. Của hắn đầu ngón tay một cái chớp mắt cứng ngắt, nói đến cổ họng, thế nào cũng cút không đi ra. Như là bị ly e tắt trụ rượu nho, rượu qua lại dạo chơi, mỗi một giọt đều bị khóa nhanh ở bình khẩu. Cố ninh thành thất thủ cắt đứt điện thoại. Lục Minh Viễn ném khai di động, theo ban công tiến vào phòng ngủ. Tô Kiều vừa nhất theo vào đến, lục minh viễn liền giữ chặt cổ tay nàng, đem nàng phóng phiên ở trên giường, nàng ngựa quen đường cũ, tùy tiện hắn như thế nào hôn môi, chỉ là ngoạn rộn lòng cùng nhau, Tô Kiều còn đi công của hắn thắt lưng qua. Nàng phát hiện, lục minh viễn có chút sợ ngứa. Hắn thật là tốt ngoạn a, à. Lục minh viễn bị nàng công về sau, hô hấp lại càng không đều đều. Hắn ý ở của nàng bên tai, cảnh cáo nói ngươi lại nghịch ngợm như vậy, buổi chiều cũng đừng rời giường. Tô Kiều theo của hắn cơ bụng đi xuống sờ, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Về sau nếu cùng ngươi cãi nhau, ta liền công của ngươi ngứa. Lục Minh viễn mũi cao thẳng, cọ quá của nàng nhĩ cốt. Hắn khinh doãn của nàng gáy, vẫn như cũ để lại hồng ấn, hắn không thể nề hà nói. Ta cùng ngươi ầm ĩ không đứng dậy, không nghĩ ầm ĩ. Tô Kiều rời khỏi giường. Lục Minh Viễn tọa thẳng thân thể, không biết nàng muốn đi đâu. Nàng kế tiếp hành động làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Bởi vì Lục Minh Viễn ngồi ở bên giường, Tô Kiều liền quỳ đến trên thảm. Nàng động tác trúc trách cởi bỏ hắn dây lưng, cái kia này nọ đã cứng rắn. Nàng có chút cầm không được, cuối người hàm chứa, dè dặt cẩn trọng liếm thỉ. Lục Minh Viễn vẫn không nhúc nhích, trước mắt một màn lực đánh vào quá lớn, của hắn lý trí sắp gãy phía sau lưng toát ra bạc hãn thủ đoạn đè lại mềm mại nệm mỗi một khối cơ bắp đều nhân của hắn hưởng lạc mà căng thẳng hắn dẫn nại đến cực điểm tiếng nói khàn khàn giống như bị giấy ráp mài quá đứng lên tiểu kiều ngươi không cần làm đến mức này ta nghĩ cho ngươi cao hứng a tô kiều theo của hắn khố gian ngẩng đầu bất khả tư nghị nói thế nào làm trán của ngươi xuất mồ hôi không thoải mái sao Lục Minh Viễn về phía sau ngã vào trên giường. Thời tiết càng ngày càng nóng, xuất mồ hôi thật bình thường, mặc kệ ta. Hắn nhớ được Tô Kiều vẫn cứ xương sống thắt lưng, cũng không chuẩn bị ép buộc nàng. Huống chi hắn hiện tại cực độ sao động, nếu cứng rắn đến, sợ là sẽ đem Tô Kiều làm khóc. Lục Minh Viễn phiên cái thân, thu thập xong quần áo, ung dung nhìn chầm chầm Tô Kiều, đem lời đề mang hướng đường chính. Ngươi vừa rồi hỏi ta, ở cùng ai gọi điện thoại vấn đề này ta còn không trả lời tô kiều tọa đoan chính thành khẩn đặt câu hỏi là ai lục minh viễn nói cố ninh thành hắn đem tiền căn hậu quả một chữ không lọc thuật lại cho tô kiều tô kiều hơi thêm suy tư nhân tiện nói ngươi có thể hay không dựa theo cố ninh thành ý tứ đem lời nói của hắn nói cho phụ thân của ngươi này tình huống bên trong có chút phức tạp Ta về sau sẽ giải thích cho ngươi nghe. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 30. 30. Bạn đang nghe truyện tại Me truyện audio. Com. Thiên tướng sắp tối khi, tô kiều cùng lục minh viễn cùng ăn bữa tối. Khi gia nhà ăn là lộ thiên, bọn họ chỗ ngồi tới gần bên cạnh khu, nhanh kề bên nham thạch trường rà vòng bảo hộ. Trên lan can lộ vẽ thủy tinh đăng nội trí thiêu đốt sáp ông chút, xuống chút nữa xem, đó là ba quan liễm diễm nước biển. Lục Minh Viễn vô tâm nắm cảnh. Hắn đem nhất tảng đá đặt ở trên mặt bàn. Hôm nay buổi chiều, Lục Minh Viễn cho hắn ba đánh một cái điện thoại, giao cho Cố Ninh thành ý đồ. Đánh xong về sau, hắn nhàn không có việc gì làm, tùy ý đùa bẩn nhất tảng đá, ở phía trên khắc tự, khắc là Tiểu Kiều. Trừ bỏ tiếng Trung Hán Tử, còn có ghép vần Siaco. Lục Minh Viễn quen dùng tà thể tiếng Anh, chữ viết viết ngoáy, thoang thoát, trừ bỏ chính hắn, cơ bản không ai có thể xem hiểu. Nhưng là lúc hắn điêu khắc tên Tô Kiều, hắn sau bình thường công tác khi càng chăm chú. Đến mức Tô Kiều phát hiện sau, cao hứng lại giật mình. Nàng trước sau như một chế nhạo hắn. Chật, nhìn không ra đến người lạnh như băng bề ngoài hạ che giấu một viên lãng mạn tâm. Chế nhạo xong, Tô Kiều được một tấc lại muốn tiến một thước ngươi có thể hay không đem tảng đá điêu thành tình yêu hình dạng không cần rất cẩn thận có cái hình dáng là được lúc đó lục minh viễn rất âm thầm không có trực tiếp trả lời nàng mà hiện tại hắn lấy ra kia tảng đá đã bị tạo hình cố ý hình xúc cảm mượt mà bóng loáng hơi mát đưa ngươi hắn nói ngươi xem hài lòng hay không ý tô kiều tiếp đến trong tay cẩn thận nghiên cứu một phen nói còn kém một chút nàng theo trong bao xuất ra kim cương kim cài áo, dùng sắc nhọn góc cạnh ở mặt trái khắc tự. Nàng không có lục minh viễn kỹ xảo, tự thể siêu siêu vẹo vẹo, lục minh viễn miễn cưỡng phân biệt xuất ra, tô kiều viết là tên của hắn. Khóe môi hắn gợi lên độ cong, cấp ra một cái hiếm thấy cười. Đêm đó đúng là hôm qua giống nhau. Đi vào giấc ngủ phía trước, lục minh viễn hỏi tô kiều, của nàng thắt lưng còn toan không toan, được đến phủ định sau khi trả lời, hắn đem nàng áp ở dưới thân. Của hắn hôn lướt qua triếp chỉ, nhưng Tô Kiều thả lỏng, nhưng hắn biết rõ nàng thật ngon miệng, một chút khẽ hôn khi, liền bái rớt quần áo của nàng. Triền miên đến đêm khuya, ánh trăng đều tàn tiếng vân trung. Tô Kiều hữu khí vô lực, muốn nói lại thôi. Lục Minh Viễn còn đang vuốt ve nàng, không ngừng hôn môi của nàng nhĩ tim, nhưng hắn phát hiện Tô Kiều lỗ tai cực kỳ mẫn cảm. Hắn phá lệ nói lên dễ nghe nói ta tối qua nằm mơ lại mơ thấy ngươi hắn nắm tô kiều thắt lưng thẳng thắn thành thẩn bản thân bí mật ngươi xuất hiện tần suất càng ngày càng cao lục minh viễn trên tay có kiển tô kiều sớm cốt nhuyễn cân tô nàng mâu dạy gái cách tìm tòi nghiên cứu nói ân phải không ngươi đều mơ thấy cái gì lục minh viễn trả lời làm cho người ta ngoài ý muốn ta nói xong rồi ngươi đừng cười cô kiều bị hắn gợi lên tò mò hưng trí rất cao khinh trác của hắn cầm ta đáp ứng ngươi tốt lắm ngươi nói mau đi lục minh viễn ngại nàng nghịch ngợm vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng ngắn gọn miêu tả đêm qua cảnh trong mơ ta mộng về nước về sau chuyện không có gì ngạc nhiên chính là theo đến sớm trễ cùng ngươi ở chung hắn mang kiển chỉ phúc theo của nàng lưng một đường hướng lên trên phát lên của nàng sau gáy chỗ, đánh đàn phủ ngọc thông thường, cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp vuốt phẳng. Tô Kiều tưởng tốt câu nói kia nói đùa, mộng cùng hiện thực đều là phản, vậy mà thế nào cũng nói không nên lời. Nàng yên tĩnh gật đầu, vùi vào của hắn trong dạ, miêu tả tương lai lam đồ. Ta ở Bắc Kinh có nhà của mình, tổng cộng 3 tầng. Phòng ngủ đều ở lầu 2, còn có vài gian phòng trống, nghe ta, đều dùng để thả ngươi họa được không được nàng không tự chủ được, đòi hỏi của hắn niềm vui. Ngươi thích lâm hạo gia chăn cừu, không bằng chúng ta cũng dưỡng một cái đi. Nhà bọn họ cậu gọi là gì ấy nhỉ? Lục Minh Viễn nói tiếp nói. Hamburger. Lời vừa ra khỏi miệng, sau ngày xưa càng ôn hòa. Tô Kiều như có đâm chiêu. Nha, của chúng ta cậu kêu khoai điều. Nàng đáp ứng quá không thể cười, nhưng là nhịn không được nở nụ cười. Tô Kiều biệt thự luôn là trống rỗng, nàng tưởng nếu như có Lục Minh Viễn, khẳng định có thể tăng thêm nhân gian yên hỏa hơi thở. Lục Minh Viễn lại ôm chặt nàng, một lai do địa thì thầm: "Tiểu Kiều." Hắn hôn cái trán của nàng, hỏi một câu: "Ngươi thích ta cái gì?" Vấn đề này đem Tô Kiều nan trụ. Nàng cũng không có thận trọng suy tính quá. Cha mẹ đối Tô Kiều giáo dục thật không bình thường, phàm là nàng muốn phải tận lực tranh thủ. Đại đa số dưới tình huống, Tô Kiều đều bị vây đề phòng trạng thái, nàng tổng yếu giấu giếm thanh sắc, cân nhắc lợi hại, suy nghĩ thuộc kinh thuộc trọng. Nhưng ở lục minh viễn nơi này, Tô Kiều luôn là thật thả lỏng. Nàng hồi đáp. Thích ngươi bộ dạng xoái, có tài hoa. Tô Kiều lượt dừng lại đốn, còn còn chưa nói hết, lục minh viễn liền giảng hòa, không cưỡng cầu nữa. Hai câu này cũng đủ rồi được rồi, chúng ta ngủ đi. Không hề nghi ngờ, hắn đã bị Tô Kiều này ở chung kế hoạch, nuôi chó kế hoạch biến thành tâm địa cực nhuyễn. Lúc trước sao động vô dược mà càng. Tô Kiều trầm tư vài giây, cố ý bổ sung thêm. Ngươi thật sự thật đặc biệt, cùng ta bên người nhân không giống với. Bọn họ mỗi người đều có bất đồng mục đích, nói như thế nào đâu, giống các loại nhan sắc thủy tinh hạt châu. Nàng nỗ lực xem nhẹ bản thân xương sống thắt lưng, leo lên lục minh viễn bả vai, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Ta cảm thấy, ngươi càng giống thuần túy kim cương, ta chưa thấy qua ngươi như vậy. Ta kiến thức thiển cận, lòng tham quen rồi, rất muốn. Lục minh viễn hoạt kê một lát, xoa mặt nàng. Hắn nói, không cần nghĩ, đã là của ngươi. Tô Kiều Cường Điệu nói, luôn luôn là của ta. Lục minh viễn trong mắt có u ám quan, hắn vẫn chưa lên tiếng trả lời, ở Tô Kiều trên má kháp một phen. Tô Kiều lại biết hắn đây là thuận theo. Nàng ngủ thật sự kiên định. Cho đến khi ngày kế sáng sớm, nàng tiếp đến một tin tức. Lục Trầm được biết Tô Kiều lợi thế, rốt cuộc đồng ý cùng nàng gặp mặt. Duy nhất điều kiện là không thể mang theo Lục Minh Viễn. Bọn họ hội đàm địa điểm ở Lục Trầm trong phòng. Tô Kiều tuy rằng quen thuộc kia một mảnh đất phương, đổ cũng không có đơn đã độc đấu như trước mang theo hạ an bách phó ước nàng bỏ qua thẩm mạng không có thông tri bất luận kẻ nào ở ở mặt ngoài thẩm mạng vẫn là của nàng trợ lý nàng thậm chí tính toán lôi kéo thẩm mạng cùng về nước hạ an bách đoán không ra tô kiều kế hoạch không yên bất an nói đại tiểu thư lục trầm trong hồ lô bán là thuốc gì chúng ta đều bắt đến của hắn nhược điểm không đơn giản như vậy tô kiều nói hắn người như thế khẳng định có chuẩn bị ở sau bọn họ bị lục trầm thủ hạ lĩnh tiến bên trong thư phòng cũng không rộng lắm lục trầm an vị ở ghế tựa trước mặt xếp đặt tam phần văn kiện ngay ngắn chỉnh tề còn chưa có sách phong lục trầm xếp đặt một chút thủ của hắn bảo tiêu liền xuất môn rồi sau đó hắn ngẩng đầu hiền lành mỉm cười tô kiều hiểu ý nhìn về phía hạ an bách lễ thượng vãng lai nói tốt lắm ngươi đi ra ngoài đi Hạ An Bách tê một tiếng, Hồ Nghi nói, "Nhưng là." Tô Kiều hơi chợt nhíu mày, Hạ An Bách không dám nói ngữ. Hắn nghe lời rời đi, ngồi xổm ở bên ngoài chờ. Hắn thầm nghĩ Tô Kiều tới nơi này phía trước, cũng chưa cùng Lục Minh Viễn chào hỏi, cũng không biết kia tiểu tử có phải hay không tìm đến nàng. Sau khi tìm được, có phải hay không quấy rầy Tô Kiều cùng Lục Trầm nghiêm túc đàm phán. Lục Trầm ngược lại không có Hạ An Bách quan tâm trên thực tế hắn tin tưởng lúc này đây hiệp thương nhất định có thể thuận lợi tiến hành rốt cuộc thư phòng cửa sổ bán khai ngày hè gió mát thổi tiến vào tô kiều ngồi xuống ở trên sofa lầm bầm lầu bầu giống như nêu câu hỏi ta nghe bạn của chu dương nói bọn họ có một trận không gặp đến hắn ngài biết đây là chuyện gì xảy ra sao lục trầm đáp phi sở vấn thật a à, tiểu kiều này đều không thể gạt được ngươi lời tuy nói như vậy hắn nhưng không có chút kinh ngạc. Hắn cười vì nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Chu Dương đâu, ở chúng ta công ty nhậm chức hai mươi mấy năm, làm ra không ít cống hiến. Hắn cũng mệt mỏi. Ta làm cho hắn trước tiên về hưu, đi ở nông thôn tỉnh dưỡng. Tô Kiều đem tiếc núi hóa thành thở dài một tiếng. Bạn của Chu Dương nhóm nghe xong chút tin đồn, không quá tín nhiệm ngài. Đương nhiên, ta cùng bọn họ không giống với, ta nhận thức ngài nhiều năm như vậy, tin tưởng ngài tín dụng cùng nhân phẩm. Nàng cười nói. Cho nên, chẳng sợ ta sớm liền lấy đến của các ngươi tư trướng, ta cũng chưa hề nghĩ tới, muốn đem các ngươi tận diệt. Lục trầm vì tô kiều phao một ly trà. Nàng không uống, chỉ là bưng cái cốc. Ánh mặt trời ở trong chén chiếc xạ, lòng bàn tay nàng bị ô ấm áp. Hoảng thần là lúc, nàng vậy mà nhớ tới, buổi sáng theo trong ổ chăn chui lúc đi ra, Lục Minh Viễn giữ lại nàng cổ tay. Nàng đành phải một lần nữa phản hồi, lại làm cho hắn hôn môi vài cái, cùng hắn ôm lại đêm qua tình tố. Nàng thông thả điều chỉnh hô hấp. Đối diện Lục Trầm nghe ra uy hiếp ý tứ, dứt khoát ngã bài nói. Tô Cảnh Sơn coi trọng Tô Triển, nhiều năm như vậy, ta đều xem ở trong mắt. Bất quá, Tiểu Kiều, so với A Triển, ngươi còn là có chút dài hạn. Tô Kiều ngẩng đầu, nghe hắn cười nói tỷ như đâu, tiểu kiều, ngươi so A triển hiếu thuận hơn. Lục trầm ngay trước mặt tô kiều, mở ra đặt tại mặt bàn văn kiện, đó là tô cảnh sơn di chúc. Cùng sở hữu hai phong. Lục trầm hơi hơi gấp khúc song trưởng, lòng bàn tay khoát lên trên mặt bàn. Muốn ta nói, nếu là A triển ba ba, gặp nhiều thế này chuyện phiền toái, A triển mới sẽ không quản. A triển mới sẽ không quản. Này sáu cái tự, nghe được tô kiều bên tai rung lên đích xác tô triển cùng ba hắn quan hệ cũng không có ngoại nhân tưởng tượng như vậy thân mật trong đó nguyên do thậm chí không dễ dàng giải thích có lẽ là vì tô cảnh sơn thập phần tin cậy bản thân con lớn nhất lại luôn là làm ra một bộ muốn đem sở hữu tài sản đều truyền cho trưởng tôn phái đoàn đến sự thật cũng đích xác như thế tô cảnh sơn thứ nhất phong di chúc thượng giấy trắng mực đen viết rõ hắn danh nghĩa sở hữu công ty cổ phần đều toàn quyền giao thác cấp tô triển. Mà thừa lại này tiểu công ty cùng bất động sản, tắt giao cho của hắn tam hộ con trai bình quân phân phối. Hắn tự hồ ở tận lực công chính. Tô Cô Kiều Lòng có trào phúng tưởng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.